Còn nó còn xanh là không thải. Như vậy là quý vị thấy rõ là chúng ta sẽ niệm theo cái kiểu này. Và bây giờ bắt đầu thầy cũng đánh nghĩa là đánh nghĩa là chữ gì bỏ nó không phải A Di Đà Phật, 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 A Di Amen.
Và chúng ta lại như vậy,
mà biết nghiệm lại, khi mà đại biết quen rồi đó là đại lên là đại như lắm. Là khi một cái pháp hội là cả nhà người như bên thầy cứ lại nó trong người bên đây, nó trong người bên kia lại rất là hay. Thì bây giờ chú gì đó kêu đứa con đặt cái bạn là trễ 30 phút cho họ biết rồi là chú lại chú lấy cái lời nói chuyện giảng sanh. Cô nào cô kêu quanh là lấy cái lời nói chuyện giảng sanh phát cho mọi người một cuốn cho chúng ta giảng sanh. Chú nắm ra là mấy chữ cho mấy người trên con pháp biết là 30 phút đến 5 giờ bắt đầu để nó thuyết pháp rồi. Quý vị sắp ta bù đồ rồi xuống đi rồi thì phát triển cho tụi cái lời pháp truyền giảng sanh. Khi quý vị mà lại cái này là quý vị phải có cái bài pháp truyền giảng sanh. Yeah.
Bye.
Thank you.
Thank you.
gia đình bị chết thì hoãn tử. Thì trong kinh Diệu Sư, Đức Phật có giảng khi Ngài còn đại thế có 18 loại chết thì hoãn tử. Có khi không gặp thầy, không gặp thuốc cũng chết, hoặc khi bị đánh cắn, cột treo giật, hoặc khi bị trái núi trái sông, nhiều cái chết lắm. Nhưng mà bữa nay Ngài nêu cái trường hợp đầu tiên là trường hợp người này chết vì tự tử, tức là tự sát, tự mình giết mình. Thì quý vị biết ở thế giới nước nào là nhiều người tự tử nhất hay không? Quý vị biết không? Nước nào? Nước Nhật Bản, Germany. Mỗi một tháng người Nhật có tới mấy ngàn người tự tử chết từ trên lầu xuống rồi, vì cuộc sống tại dân quá căng thẳng. Và nếu có tình hình kinh tế ở Hoa Kỳ này tiếp tục suy thoái thì vài năm nữa thì quý vị sẽ thấy rất nhiều người tuy là triệu phú mà họ sẽ tự tử. Quý vị thấy ở bên cái ông gì đó, ông có triệu phú, ông mất mấy chục tỷ rồi, ông còn một tỷ mà ông tự tử không chết không, quý vị? Trong khi chúng ta tiền triệu cũng có phải không? Ông còn một tỷ mà ông tự tử chết thì ông mất cái gì mà ông có quá nhiều, bây giờ ông mất mấy chục tỷ rồi ông tự tử chết. Thứ nhất, cái người mà tự tử chết thì quý vị đừng có mong cầu làm sao cho họ vãng sanh, chuyện đó là không thể xảy ra được. Mà cái tội đầu tiên quý vị, cái người tự tử họ phạm những tội gì không? Sát sanh. Cái thứ hai là tội bất hiếu, có phải không? Cha mẹ đẻ ra nhìn tới nhìn lui, tiếng thác cu lan 3 năm 4 mốt, chỗ ướt thì mẹ nằm, chỗ khô thì con ngủ. Rồi đâu có phải như nghĩ này, tả thì đâu có, phải giặt tả, phải không? Rồi giặt đồ dơ của con trẻ, rồi rửa đít rửa khuôn đủ sự kiện, rồi miệng thì nhai cá rửa xương mà ăn để thịt cho con. Rồi nhìn con sanh ra 9 tháng bắt đầu cho kẻ trẻ ra mà thấy con nhẹ còn là mừng có được bạc được vàng. Vậy mà chúng ta là quý hoài cái thân thể cho cha mẹ sanh ra. Người xưa tại sao người ta kêu mấy ông già bởi cụ tuổi? Người xưa có nhiều ông già nho mà để móng tay dài đó không? Họ để tóc dài gì? Cái tóc, cái răng, cái móng tay là của cha mẹ sanh ra. Vì tôn trọng cha mẹ mà không nỡ cắt cái tóc của cha mẹ sanh ra, không nỡ cắt cái móng tay của cha mẹ, không nhìn họ để móng tay dài lòi lòi và tóc dài là vì cái chữ hiếu trong đầu nho. Thì người tự tử, giới đầu tiên họ phạm là giới sát sanh, giới thứ hai họ phạm vào tội bất hiếu, và thứ ba là họ phạm vào cái tội tham muốn mong cầu và không thỏa mãn nên cảm thấy chán đời và tự sát. Quý vị thử hỏi những người tự tử đều là những người bất như ý, họ gặp chuyện chồng con bất như ý, công an việc làm bất như ý, tài sản bất như ý, và do đó họ chán đời và họ tự tử. Như vậy nếu mà quả thật chúng ta chết là hết thì chúng ta nên tự tử, vì chúng ta quan niệm rằng chỉ có một đời này thôi. Vì những người tự tử họ nghĩ rằng chết là hết, giải thoát tất cả những đau khổ, những phiền não rắc rối để lại cho người thế gian thì họ đi, họ nghĩ là họ nhẹ. Nhưng mà sai lầm rồi. Trong đạo Phật chúng ta chết còn tái sinh, còn luân hồi, mà luân hồi đi vào cõi lành hay cõi dữ được thân người rất khó, mà họ lại đi hủy hoại thân người. Thì những người chết vì tự tử này, trong kinh Phật nói có những người quả địa cầu này sau khi mà hủy hoại rồi, rồi tái sanh trở lại nữa, mà họ vẫn còn ở trong cái loài quỷ đói, những cái loài súc sanh, họ không bao giờ được thân người. Vì lý do đó những gia đình nào có con em thân bằng quý thuộc tự tử, quý vị hãy lắng nghe để muốn họ có thể dài nhiều kiếp vẫn chưa được cái thân người nữa, chứ đừng nói gì là dạy trong nhà ngàn kiếp. Họ phạm vào tội duyên nợ. Duyên nợ là sao? Quý vị sanh ra đời là quý vị trần căn trụi, phải không? Hay là trần thị trụi? Quý vị chỉ có cái gì 3,5 kg hoặc là 6-7 bao tính theo cái trọng lượng Hoa Kỳ. Chúng ta không có mạnh giải cho nên mượn tin của cha, mượn biết của mẹ, rồi mượn sữa của mẹ, mượn giấy, mượn bút của trường, mượn áo quần của xã hội, mượn bằng cấp của nhà trường, để từ trần thị tuổi chúng ta trở thành ra là
cần thì có, cần thì có. Có cái gì? Có nhà lầu xe hơi, có chồng, có con, có vợ đẻ, có tất cả tài sản, có đủ thứ hết, nhà một phòng, hai phòng, ba phòng, nhà cho thuê, tiệm neo, tiệm tóc, nhà hàng. Rồi quý vị thành danh như là cô ca sĩ Hà Hà đây, cũng một thời là thành danh ở trong xã hội, phải không? Như vậy là chúng ta có tất cả. Nhưng mà chúng ta có đó đâu phải xã hội tự động có. Bắt đầu phu cài sâu cuốc bỏng để chúng ta có bắt đầu làm. Người phụ nữ nuôi tầm giết sâu giết kém để có áo để mặc. Rồi chúng ta có nhà có cửa. Nhà cửa đây là ở đâu? Những bác mà phá sơn lâm vào những thợ rừng, họ cưa cây, họ cắt cổ, rồi họ làm ra những cái gỗ tu bay pho, tu bay xích, tu bay then để chúng ta làm nhà làm cửa. Chúng ta vay nợ của xã hội, chúng ta chưa có trả thì chúng ta gặp cái chuyện bất như ý, chúng ta quên nợ của xã hội. Thì cái món nợ này ở thế gian chạy đâu cũng không khỏi, và chết rồi vẫn tiếp tục trả nợ. Quý vị thấy rõ. Đa số là họ giận chồng, giận vợ, giận con, giận cha mẹ mà tự sát. Mà người tự sát là người vô minh trước trí huệ, còn gọi là si. Cho nên trong nam giới họ phạm hầu hết. Mà người nào khi tự sát họ thường uống rượu để có can đảm. Đa số những người tự sát họ đi uống rượu để có can đảm mà tự sát, thì coi như họ phạm vào đa số ngũ giới. Họ giới sát sanh họ, họ đồ họ, họ giết thân thể họ. Rồi họ quên nợ với cha mẹ nuôi con đi nghỉ tới tuổi già, lúc mà cần con ngủ nghỉ, cần con lo tuổi già thì quý vị quên nợ. Quý vị quên nợ xã hội tức là tội gì? Tội trộm, phải không? Trộm cắp thì cái gì nữa? Rồi quý vị coi như là phạm vào tội uống rượu để có can đảm sát hại sinh mạng mình. Hầu như trong ngũ giới còn phạm hết, và họ phạm vào ba cái nghiệp tham muốn cao thượng và nổi sân. Có người nào không nổi sân và tự sát được không? Người đó có cơn giận chồng giận con, giận vợ giận chủ hãng, giận tất cả bạn bè mà đi tự sát thì nổi sân. Mà tham sân nổi lên thì Phật kêu là si mê, là ngu si. Cộng với tội bất hiếu, tội hủy hoại thân thể mà cha mẹ đã dạy không nên á. Đa số người chết vì tự sát đều bị bỏ vào địa ngục vô gián, trải qua vô số lượng kiếp chưa được ra khỏi. Mà nếu có ra khỏi thì họ khó được đầu thai làm người, vì họ tạo nghiệp không chính sống ở khỏi người. Như vậy quý vị thường chán đời, quý vị cứ nói là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây không đứng giữa trời mà reo. Nhưng mà không hẳn như vậy đâu. Ở đây vào mùa đông, quý vị nhìn ra ngoài những lúc mà trời đổ tuyết, tôi ở Seattle, tôi ngồi đó tôi nhìn những con nai nó đi lang thang ở trong tuyết. Rồi trên lưng của nó tôi nhìn kỹ là những con dắt, những con bồng, những cái con mà bò chết nó cắn. Mà trên người nó không có một mảnh vải che thân, chỉ có hai cái đuôi, lúc ra lúc lại đuổi những con bồng. Rồi ngủ trên tuyết, ăn thì tuyết, mùa đông bỏ không có. Mà nó dẫn đi là cái kiếp sống thường, thế là đỏ đài của một cái loại xuất sanh. Mà chúng ta được cái thân người, chúng ta đi bị hoại thì rõ là quá là ngu si. Hỏi cái quý vị nào người thân chết thì bị tự sát, phải làm sao cứu họ thoát khỏi cảnh khổ ở địa ngục? Bây giờ tôi kể cho quý vị nghe là chuyện này xảy ra thời Phật còn tại thế, nghĩa là ngày một Kiền Liên, khi mà ngài thấy đệ tử của ngài tự sát. Ngài thấy đệ tử của ngài tự sát là ngài phải ra tay can thiệp. Thở Phật còn tại thế trong một thời pháp, Đức Phật giảng về những công đức của người xuất gia. Quý vị biết cái công đức của người xuất gia nó lớn cỡ nào không quý vị? Tại sao mà Phật không tán thán công đức của người ở tại gia mà tu ngũ giới, mà Phật tán thán công đức của người xuất gia? Công đức của người xuất gia không thể dùng cái gì để mà diễn tả được. Quý vị thấy này, Phật nói thế này, dù cho cái người đó
nuôi hết tất cả chúng sanh ở trong cõi Thanh Chiêu Phụ Đề này ăn uống, cung cấp áo quần, nhà cửa, thuốc men, y thực và phương tiện sinh sống, cũng không bằng công đức của một người tự mình xuất gia hay là khuyến khích người khác xuất gia. Tại sao? Vì quý vị cho người đó ăn uống đầy đủ rồi, sau khi họ mạng hết thì họ vẫn đi vào ba đường ác. Quý vị chỉ nuôi được cái thân tứ đại này, chứ quý vị không giúp cho họ thoát khỏi luân hồi sinh tử. Vì vậy một người xuất gia là cái người đó đi theo cái dòng pháp của Phật và có cơ may để đi vào cái cõi niết bàn hoặc là bản sanh về cõi tịnh độ. Như vậy sau khi nghe một cái thời pháp giảng về công đức xuất gia thì các ông già đi lại bí đề, ông vào thiện xá, ông nghe Phật giảng xong, ông đã 100 tuổi rồi, thì ông đi về nhà, ông hỏi các bà vợ, ông này có tất cả là 6 bà vợ theo phong tục Ấn Độ đang nghe từ bây giờ, thì ông hỏi bây giờ tôi 100 tuổi rồi, gần đất xa trời, tôi nghe nói Đức Phật xuất gia tu một ngày một đêm xuất gia và ở thế gian tu 100 năm, bây giờ tôi đó tôi sống đến dưới còn vài 3 tháng thì tôi còn trừ nhân kia tôi sẽ bằng 100 năm tôi ở đời. Bây giờ các bà lớn bà nhỏ có đồng ý cho tôi xuất gia hay không? Thì các bà vợ của ông nói ông già này ở nhà không có làm gì hữu ích cho gia đình mà chỉ phiền não về già sinh tật, làm phiền não vợ con, cho nên các bà vợ đều đồng ý cho đi lời vấn đề vào xuất gia. Thì bữa đó ông sau khi từ giả vợ con và cuốn gói lên trên vườn để vào tịnh xá lên Phật Thích Gia, nhằm cái ngày Đức Phật không có mặt tại tịnh xá kỳ viên, thì ông đợi hoài, ông hỏi bây giờ chừng nào Đức Phật trở lại. Thì ngày những vị thì kheo trong tịnh xá nói rằng Đức Phật đi về nước Xá Vệ, nước Vương Xá và nước Thành Phong Thi La để ngài, nghĩa là hướng dẫn và thuyết pháp cho các Phật tử ở nơi các địa phương đó. Thì lúc đó ngài có hỏi như vậy làm sao tôi được phép xuất gia? Thì nói bây giờ sau khi Phật đi khỏi thì những người mà thay Phật có quyền quyết định cho ông xuất gia là tôn giả Xá Lợi Phất. Thì ông Thi Lợi Đề có vào cái thất của ngài Xá Lợi Phất ở trong tịnh xá kỳ viên để xin phép xuất gia. Thì sau khi hỏi thì ngài Xá Lợi Phất, ngài dùng cái mắt của ngài và chị A Hán này nhìn coi ông lão này 100 tuổi rồi, ngồi thiền thì chắc chắn ngồi không được, và tụng kinh thì chắc chắn ông lão này mắc mờ đâu có tụng được, mà ông lão này không thể học được học kinh, không thể thì làm việc gì để mà phụ giúp cho đại chúng, cho ông giàu thì ông sẽ gây thêm nghiệp chướng chứ không có lợi gì cho các bản thân tổng, cho nó ngài Xá Lợi Phất từ chối. Ngài Xá Lợi Phất từ chối xong thì ông lão ông buồn quá, ông chạy qua ông hỏi đại chúng, bây giờ ai có quyền cho tôi xuất gia? Thì đại chúng mới nói người thứ hai có quyền cho lão xuất gia đó là ngài Thần Thông số 1 Mục Kiền Liên. Thì sau khi ông lão tìm tới cái tịnh thất của Mục Kiền Liên trong tịnh xá trước đó, nó sẽ nói tịnh xá Kiền Liên, thì ngài Mục Kiền Liên ngài cũng nói ngài sư huynh của mình là Xá Lợi Phất là trí huệ số 1 mà không cho ông lão này xuất gia thì chắc là có nguyên nhân, thì mình chắc cũng không dám. Và làm lượt như vậy mỗi tới ngày Ca Tiên Viên, ngày Ca Diếp, ngày khi là ngày một ngày Ca Lu Từ La Ca Diếp, ngày A Nan, ngày Nan Đà, và hỏi hết tất cả các vị đại đệ tử ở trong tăng đoàn của Phật, không ai nhận câu xuất gia. Và ông buồn quá, ông nói là ở nhà thì bị vợ con hết tuổi, vào chùa thì bị mấy ông sư với ông thầy khi dễ không cho xuất gia, thôi gì chi bằng mình đi ra bờ sông mình tự tử rồi mình đầu sai trở lại, thì mình làm một cậu bé 7 tuổi 7 năm sau mình vô mình gặp Phật xuất gia, mình được làm chú tiểu, phải không? Như vậy chắc là chắc ăn hơn không bị cái bọn mà nhà sư trong tịnh xá này khi dễ. Thì ông chuẩn bị ông đi vừa khóc ông chuẩn bị và ông tháo cái khăn, người Ấn Độ nó có cái nón mũ đội lòng tính là đi ra bờ sông Hằng để ông thắt cổ tự tử. Thì Đức Phật ngài đang ở nước ở thành Vương Xá, ngài đang thuyết pháp mà ngài thấy một người muốn đi xuất gia mà tự tử, thì cái người này muốn kiếp không được cái thân người nữa, ngài dùng thần lực ngài bay về ngay Phật tịnh xá, ông vừa đi vừa khóc thì Phật đáp ngay cái Phật tịnh xá, thì ông khóc ông bay ra thấy Phật,
Thì ông hỏi: dạ xin lỗi Đức Phật Thích Như Lai, Ngài đi đâu mấy ngày nay? Con tìm Ngài để xin xuất gia mà không có gì làm cho con, tính đi ra sông Hàn để tự sát. Thì Phật nói: ai nói không cho ông xuất gia? Thì ông Thi Lợi Bí Đề mới nói: từ trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Bộ Nghiệp Viên, trưởng lão Ca Chi Viên, trưởng lão Câu Hy La, trưởng lão Ly Bà La, trưởng lão Ly Đề, tất cả 1250 vị thánh tăng đều không cho con xuất gia. Phật nói: các ông đó không có quyền cấm ông xuất gia, vì các thiên nhã của các ông đó chỉ thấy ông được 80 đại kiếp thôi. Nhưng mà dưới Phật nhãn ta thấy ông có căn cơ chứng quả, vì Phật thấy được vô lượng kiếp, mà mấy ông A La Hán chỉ thấy được 80 đại kiếp thôi, phải không? Thành ra Phật nói: ông vào đây, ta làm việc cho ông xuất gia. Và sau khi Phật đưa ông vào tịnh xá, thì Phật dùng cái Phật nhãn. Ngày xưa Đức Phật khi mà Ngài nhận một vị nào được tăng đoàn, thì Phật coi cái vị này có nhân duyên với người nào, thì Phật sẽ cho người đó làm thầy mục sư. Thì Phật nhập vào trong cái Phật nhãn, Phật thấy Ngài Một Kiền Liên là có duyên thầy trò với ông lão Thi Lợi Bí Đề. Phật mới sai cho giả A Nan, ông vào tịnh xá gọi Một Kiền Liên ra đây. Thì Một Kiền Liên ra đến nơi thì thấy ông lão ở đó, thì là biết ông lão này là muốn xuất gia rồi. Thì Một Kiền Liên nói: kính bạch thấy Thế Thế Tôn, con dùng thiên nhãn của con soi thấy ông lão này khó mà có thể mà hành thiền niệm Phật, ông không thể kết quả trong đời này, cho nên ông khuyên con, khuyên ông về tu tại gia con trì trong ngũ giới mà ông không chịu. Và ông bỏ ra tịnh xá, ông khóc và ông có tin tưởng rồi tự tử. Con chưa kịp ra can ông thì Đức Như Lai đã trở về can thiệp cho ông xuất gia. Phật nói: cái nhìn của ông được gọi là đệ nhất thiên nhãn trong tăng đoàn, nhưng ông không ra được Phật nhãn của Như Lai, ông nên cho ông ta xuất gia. Và tôi thấy nếu mà cho ai vừa dạy thì ông này không bao giờ kết quả được người này, nhưng mà cho ông làm thầy thì cái người này có duyên từ trước với ông, tôi bảo đảm là một tên ông này sẽ kết quả. Thì câu nói này nói ra làm cho tất cả đại chúng xôn xao. Cái ông già đầy ngã mạn, đầy tự ái ở nhà là một cái ông nội ông ngoại, bây giờ vào chùa giận một chút thì đã bỏ đi rồi, tự tử làm sao mà tiến thắng quả của người này. Nhưng mà vì Phật nói Ngài Một Kiền Liên này không dám cãi. Thì sau khi vào tới nơi thì Ngài Kiền Liên, Một Kiền Liên, Ngài đọc 250 giới tỳ kheo, đọc cho ông già này. Ông thuộc được năm giới đầu thì ông bên năm giới cuối, ông thuộc được năm giới giữa thì ông bên năm giới đầu. Cái tuổi tâm, cái tế bào nó đâu có hoạt động tốt, quý vị thấy không? Như bây giờ quý vị nhớ hồi xưa quý vị còn trẻ, quý vị nhớ cái chuyện nào quý vị học xuống tài 1, xuống tài 2, quý vị học tất cả những cái lịch sử, từ nào tượng chát, từ nào không gian, học chặt chặt cuốn về và thuộc lòng đó, phải không? Và bây giờ học hoài bài chú, bài kinh, học hoài hết một, nhất là chú Lăng Nghiêm, phải cô dược sĩ không? Cô hồi xưa cô là dược sĩ là cô phải có trí nhớ số 1 phải không? Nhưng bây giờ cô học chú Lăng Nghiêm dễ còn không? Và quý vị thấy một em bé ở trường học viên 4 học chú Lăng Nghiêm thấy chưa? Quý vị thấy còn không? Là gì? Tuổi trẻ dễ học. Thì Ngài chẳng quá dạy hoài ở mỗi một, nhưng mà ông lão này không có chiếu trì. Ông nói trong một thời pháp tôi nghe Đức Phật truyền giới tỳ kheo cho năm anh em được nhận dân, tôi thấy đâu có truyền giới nào đâu, sao mà có tôi? Rồi tôi thấy là Ngài Đi Đề, rồi thấy Ngài nghe trong cái tăng đoàn có một cái ông mà kêu là cái gì mà dốt nhất cái gì, ông nào mà học qua một thời kẻ không thuộc, ông nào ai nhớ hả? U Bà Ly là ông thợ cạo. Ông nào Châu Lợi Bàn Đạt, ông đó là chỗ Thành Cát Mai, ông Châu Lợi Bàn Đạt đó, nghĩa là ông dạy cho ông hai câu coi như là quét, coi như là chữ gì, tảo tuệ, là dùng cái chỗ để quét đi tham sân si. Mà ông nhớ chữ tảo thì ông quên chữ tuệ, mà nhớ chữ tuệ quên chữ tảo. Sau cùng Đức Phật nói thôi bây giờ cho ông nhìn cái khăn mùi so, ông hỏi ông nhìn chừng nào mà ông nhìn biết cái chừng nào là cái khăn mùi so này một á, thì ông sẽ kết quả.
chẳng là cái này dễ quá nhưng mà không dễ đâu quý vị. Ở đây mình có đủ lợi hết, vô đây nè, tụng kinh nè, niệm Phật nè, kinh hành nè, nghe pháp nè, đủ món ăn chơi mà làm là cái mà còn chán nè. Mà không khi ngồi trước một cái khăn bồ son, mà ngồi thì nằm cái khăn bồ son một cái thiền hành kiến đạo dễ không chán đi, chán quá gì vậy. Nhưng mà ông ngồi ông nhìn, 2 năm đầu cái khăn không chán, 2 năm kế cái khăn nó màu vàng, rồi tới năm thứ 2 năm sau là 6 năm thì cái khăn nó mù. Ông mới nhận diện được cái vô thường và ông khởi cái thiền quán và ông chứng được A La Hán. Mà phải 6 năm ngồi nhìn cái căn không đó mà 6 năm không phải dễ đâu quý vị. Thì các ông khi lợi vấn đề ông nhận diện của các ông Châu Lợi Bằng Đạt Tâm Tùng Đen, ông nói tôi phải thân thật khó tụi ha, nên ông Châu Lợi vấn đề bằng đâu có trong thiền giới nào đâu. Thì lúc đó ngài một kiền liên có bây giờ tôi truyền cho ông một giới này, nếu mà ông giữ trọn thì ông đầu với 250 giới thì ông có được rồi. Từ nay ông giữ giới không tham, không sân, không si có được không? Có phải là 250 giới của Phật đặt ra mục đích để chúng ta không tham, không sân, không si có phải không? Mà Bồ Tát giới mà đặt ra nghĩa là 6 giới cộng 26 giới kinh cũng là mục đích giúp chúng ta không tham, không sân, không si. Mà ra 348 giới của Thiện Căn Ni cũng phải mục đích là gì? Giúp chúng ta không tham, không sân, không si. Thì ông này cũng rửa đầu của tôi hôm nay, giới thứ nhất là không tham, sân, si. Ông lão không thời gian ông vô đó, ông ngủ thì sao? Ông mớ, ông ngán là các thầy thì kêu các ngủ không được. Rồi ông ăn á, thì năng lượng hết rồi, mà thời còn đâu có năng giả. Thời còn thì như thầy đi chơi là ông năng lượng cũng làm năng giả được, thấy không? Còn đó, bây giờ thầy ông già thì lưỡi đề là gì có đem tiền, phải không? Do đó, ông ăn á, thì năng chậm. Mà ông ăn bắt đầu từ giờ ngọ, ông ăn hết giờ ngọ, ông chưa hết cái bát rồi. Còn cái thuốc không mà ăn gì được, ông ăn không xong tới giờ tới đến kiện thì ông ăn không xong ông phải đứng dậy quá thì bỏ rồi. Ông vô cùng lên, ông cùng lên đủ thứ chuyện hết tội. Rồi tới khuya thì ta ngủ đó, thì ông ngủ không được. Cái giờ mà để chú ngủ thì ông cứ lục lục đi lui đi tới. Người già có ngủ không có gì. Cho tới 4 giờ sáng đại chú sáng chị người ta nghe thì ông bắt đầu ngủ. Thành ra ông chưa thiên quá là được việc liên cứ bị mấy ông thì kheo vỡ vỡ tan. Buổi dạy tái chịu đòn cứ kêu ông thầy cũng sinh ra một vỡ vỡ trái tiếp này một điều liên ngày mừng quá ngày chưa thầy la ngày này vỡ ngày la cho một trận thì ông buồn quá và ông tự lái ông nói ông không ăn cơm nữa. Ông yêu cầu cho ông ăn trễ chút thì lần ngày xưa mà quá họ là không ăn quá 1 giờ không ăn được thì ông giận quá bữa đó ông ăn không nổi. Bữa đó cúng cho ông cái món gì đó mà đại chúng ăn đi rửa bát rồi đến chuyện ông còn ăn, ông giận quá trong cơn đói và giận, ông đi ra bờ sông Hằng và ông dùng cái y ông nói kỳ này thôi bây giờ tu nhưng khổ quá, nghe Phật nói là tu hành có công đức bằng 100 năm mỗi đời con người sao chán chán nó vô đây ngồi đủ phiền não chi bằng tự tử chết đi để đợi sao. Ông nghĩ rằng mình tu lâu nay cũng được mấy tuần rồi chắc là thế nào cũng lên mỗi đời không giờ tự tử chết lên mỗi đời để rồi làm ông thiên tử bay xuống nghe pháp sướng hơn. Muốn hàng có báo báo mà thân thể khỏe mạnh thì ông khởi cái tư tưởng đó là ông nghĩ là ông tu mà có một ngày một đi mà 100 năm tu mỗi người thì chắc chắn giờ này là lên ông trời rồi. Ông tu mấy tuần rồi thì ông cộng trừ nhân gian nó ra giờ tự tử thì thế nào cũng lên ông trời đâu lợi mà tệ lắm á, cũng tiếng thị trường thì không có đọa đâu, ở trên đó bay xuống đây nghe pháp sướng hơn là ở thành người. Ông khởi một cái niệm đó thì ngày một kiền liên ngày đang ngồi thiền ở trong tịnh xá sau cái giờ thọ trai ngày nhập định. Ngài thấy ông lão này mà không ca ổng thì ông tự tử là ổng bỏ có thật người luôn. Quý vị thấy rõ vào chùa gặp Phật cho thức gia đệ tử của đại một kiền liên mà mất thật người rồi thì ngài thấy ông này ông đang còn cái y ở trời cái cây đa ở bờ sông Hằng và ông chuẩn bị ông cắt cổ vào đưa ông đầu vô thì ngài phải bay về tịnh xá. Ông lão vừa rớt xuống vừa ổng đeo xuống tọt đen thì ngài dùng thần thông ngài cắt cái dây này ẩm và xuống này pháp tử là cái gì đó là thứ nhất là người tự tử tại tịnh xá thì Phật cứu là ngày phải bắt công ta ra ngồi gì người ta phải xả lượng ra cứu nhà ngươi. Bây giờ này một việc đi nói ông già này là không dẫn cho ông đi cái ngày kỳ cục thì ông này khó mà chạy lắm. Nói bây giờ nhà ngươi muốn tự tử thì ta cho nhà ngươi tự tử nhưng mà đi theo ta nửa tiếng đồng hồ sau thì về muốn tự tử hỏi đi đâu. Bây giờ nhắm mắt lại và nhớ là đừng có mở
Liên, Ngài mới dùng một cái thần thông, Ngài bay. Ngài bay, bay đầu khoảng 5 phút thì nó tới rồi mở ra. Thì hai thầy trò đáp xuống một cái bờ biển. Tại cái bờ biển này thì đi một chút thì nhìn thấy có một cái tử thi của một cô gái. Và cô gái này cũng chết, chưa là chết chìm, nó chỉ chết về tàu, cổ đi biển và cổ bị đắm tiền và cổ chết cũng nhanh. Cái thầy của bị, cái quỷ ra sát. Quý vị nhớ tất cả những người mà chết được đi, thân thể đều bị đưa vào bờ hết. Vì trong kinh Phật nói ra sát không để cho xác chết nằm trên biển. Và đủ do thì Ngài Bồ Kiền Liên hôm nay pháp tử, ông nhìn coi cái xác chết này coi có cái gì lạ. Thì ông già này sau khi thả tay của Phật của Ngài sư phụ mình rồi, nhìn ra thấy cái xác chết cô gái. Ông nhìn hồi ông thấy có một cái con dòi, nó bò từ cái lỗ mũi này nó chui vô, nó chạy hồi nó bò ra lỗ mũi kia, nó bò lỗ mũi kia nó chui ra lỗ mũi nọ. Cái ông hỏi sư phụ à, sao cô gái này cổ chết cổ xịt chưa mà có cái con dòi nó cứ chui qua chui lại hoài. Sư phụ kể cho con nghe, cô gái này là ai mà con dòi này là ai? Ngài Bồ Kiền Liên nói, ông cứ để trong đầu ông cái câu hỏi đó đi, chút nữa ta sẽ trả lời ông một lọt. Bây giờ ông nắm áo đi cho ta đi coi một cái chỗ hay hơn cái này nữa. Thì ông lão nhắm mắt và Ngài Bồ Kiền Liên đưa áo cho ông lão nắm, thì lại dùng thần thông để đưa ông lão bay một lọt. Thì tới một bờ biển nơi chỗ khác thì thấy có một cô gái cổ nấu một cái nồi nước sôi sùng sục vậy đó, cổ tự động cổ đông người cổ nấu, cổ nấu nước sôi vừa xong sôi sục lên thì cũng nhảy vô trong cái chậu nước sôi đó. Cổ nhảy vô trong nước sôi thì thịt da cổ nó bị nước nó phỏng là nó lở lét hết, và bắt đầu khi cũng đau quá cổ nhảy vô cổ nhảy ra thì cổ lại bóc những cái thịt mà nó bị mà nước sôi mà nó phỏng đó, rồi thịt da nó mở rồi nó chảy ra cổ bóc thịt của cổ cô ăn. Thì ông lão này cũng nhìn thấy nó ghê quá, thì dẫn con chỗ này thì ghê quá, còn không coi nữa cô gái này là ai mà tại sao tự nấu lửa nước sôi rồi tự nhảy vô trong cái lò nước sôi đó rồi tự ăn thịt của mình. Thì ngài nói đây là câu hỏi thứ hai, pháp tử con giữ đó để chúc thầy trả lời một được. Bây giờ con đi theo thầy đến cái chỗ này còn hay hơn nữa. Thì nhắm mắt lại, ngài thì lên đưa đi và cũng dùng thần thông kéo ông Thi Bà Bí Đề bay một đoạn. Thì tới một cái ngọn núi kia cao lắm, thì thấy một cái ông đại tướng mặc đồ rõ ràng mà ông đứng từ trên núi. Ông đứng từ trên núi xong rồi ở dưới núi này nó có những cái hầm trong và những cái viên kiếm, và ông từ trên núi ông đâm một giờ xuống thì bao nhiêu viên kiếm nó đâm ông máu nghe đầy đủ và vừa lăn nó chết. Xong chút xíu sau có một ngọn gió thổi qua, ông sống lại rồi leo từ trên núi ông đâm xuống, ông đâm đi làm lại hoài. Thì ông Thi Lợi Bí Đề hỏi sư sư phụ, tại sao mà ông tướng này ông chết đi chết lại hoài vậy? Thì Ngài Bồ Kiền Liên mới nói pháp tử, đây là câu hỏi thứ ba, còn những đó chứ sư phụ trả lời luôn. Bây giờ sư phụ dẫn con đi làm một chỗ còn hay hơn nữa. Thì bắt đầu nhắm mắt và nắm y của Ngài Bồ Kiền Liên, Ngài dùng thần thông đưa đệ tử Thi Lợi Bí Đề bay tới một cái cánh rừng kia và hạ cánh xuống. Thì thấy ở trong cái rừng đó có một cái cây, cây cổ thụ mà nó có con mắt, con mũi, nó có tai, nó đầy đủ như người ta vậy đó. Và trên cái cây đó có vô lượng những con trùng, những con mà con vật mà nó hút, là nó hút cái cây đó. Và cái cây nó lên ra đau khổ. Thì ông này nói tại sao cái cây mà lại có mắt, tai, mũi, lưỡi như loài người? Thì Ngài Bồ Kiền Liên nói đây là câu hỏi số 4, sư phụ sẽ trả lời con. Và sau cùng mới chở ông đi tới một cái nơi mà tất cả những cái tòa lâu đài nhà cửa đều làm bằng xương, làm bằng xương không chứ không làm bằng như là gai vo hay là lá quất như ở đời của chúng ta. Thì khi đó bước vào trong cái lâu đài mà làm bằng cái xương thì Ngài Bồ Kiền Liên bây giờ là lúc con nên hỏi thầy sẽ trả lời. Thì ông Thi Lợi Bí Đề hỏi cô gái mà chết ở tại biển và có một con dòi nó cứ bò qua bò lại lỗ mũi, cô gái đó là ai? Thì Ngài Bồ Kiền Liên nói cô gái này là vợ của một anh thương gia trong thành Phước Xá. Anh này đi buôn dùng thuyền dùng biển đi buôn, trên đường đi anh bị bão và tàu chìm và hai vợ chồng anh chết. Nhưng mà cô gái này là một cô gái hoa hậu ở trong thành Phước Xá. Do cô suốt ngày cô chỉ dùng cái gương
cô ngắm nghía cái sắc đẹp của cô. Khi cô chết rồi, cho cô biết cái sắc đẹp mà thần thức của cô gá vào cái con trùng này, cái con dòi này, để bò la bò lại để mà liếm trí cái sắc đẹp của cô đó. Đó là cái cảnh thứ nhất. Cái cảnh thứ hai mà con thấy một cô gái cứ nấu đầu nước sôi, rồi đó nước sôi rồi nhảy vô rồi cho mình bị lộ da, rồi ăn thịt của mình, rồi nhảy ra, rồi cứ nhảy ra, rồi cứ nhảy vô lại. Cô đó là nguyên một cô gái đầy tớ của một cái bà trưởng lão ở thành Xá Vệ. Và trong một mùa an cư, có một vị tỳ kheo đã chứng quả A La Hán rồi. Và cái bà trưởng lão này là cái người thí chủ nguyện cung cấp thức ăn cho vị tỳ kheo A La Hán này mỗi ngày, và sai cái người thị giả vô tỳ này đưa đồ ăn đến cúng dường cho vị A La Hán đó. Nhưng mà vì cái vị A La Hán đó ngày nhập thất ở trên núi Kỳ Sầu, mà cái cô gái này hàng ngày đem cái giỏ đồ ăn lên núi, thì cô này cũng trên đường cũng đi tổ cái lửa đồ ăn ngon của ăn trước và chừa đồ dở lại cho vị thầy đó. Mà sau một tháng thì bà thí chủ này bà thấy cô nô tỳ mỗi ngày mỗi mập ra, mà một lần ở lên bản thân thì thấy ông sư phụ mình lòi xương ra. Ố thì bà về bà mới hỏi nè, nô tỳ có phải là lâu nay nhà ngươi ăn dụng đồ ăn của thầy ta hay không? Tại sao nhà ngươi càng ngày càng đẹp càng trẻ mà mập mạp mà thầy chúng ta càng ngày càng ốm ra vậy? Thì cô này cũng có đưa lên bổ thề, con thề trước mặt là có nghĩa là thánh thần, có như thần thánh chứng giám, con không bao giờ ăn trộm đồ của thầy của bà. Nếu mà con ăn dụng đồ của thầy của bà thì cho con chết, con đọ xuống địa ngục và con tự ăn thịt của con đi. Thì bà nói mình thề mình nhớ nha, cái đồ ăn đâu mà mày mập vậy? Cứ dạy sau khi con cúng dường xong, chị A La Hán ăn xong, thầy của bà ăn xong, còn lại cái dư thừa là con ăn để con hưởng lộc của thầy, mà con ăn hưởng lộc thì con mập chứ không phải con ăn dụng. Thì bà nói như vậy, sau khi bà chết rồi thì bà đọ xuống địa ngục, bà bị trả cái quả. Thì chỗ này tôi nên thay cho quý vị thấy, ai mà đứng ra nấu nước sôi cho bà, chả có ai nấu nước sôi cho bà hết, mà tự bà nấu nước sôi chứ không có vị sứ nào nấu nước sôi. Thì hồi xưa tôi học tới đây tôi không hiểu, nhưng mà sau cùng tôi hỏi một vị thầy tôn trúc của tôi, thì vị thầy đó giải thích thế này: thế giới địa ngục nó kêu là cảnh giới của tâm, chứ không phải là thế giới mà bằng xương bằng thịt có thể gờ bó như chúng ta. Tôi thí dụ, khi nào quý vị nằm trên bao, quý vị thấy cảnh ma được, quý vị chạy hoài mà cảnh được, quý vị có thấy không? Có những lúc quý vị nằm trên bao sợ ma, con ma nó được cái nơi bóng ánh một chú mà nó cứ chạy hoài, mà vô tình người nào thấy quý vị ớ mà đập thấy quý vị vậy, thì quý vị thoát khỏi cái cảnh địa ngục đó. Như vậy địa ngục là một cảnh do tâm, tâm biến hiện cảnh giới chứ không phải là thế giới. Và cái người này do cái tâm gì? Cái tâm tham lam, cái tâm hỗn láo, không biết là tôn ti, không biết là tôn sư trọng đạo, do nó ăn dụng đồ của một bậc thánh tăng. Thì cô ta chết rồi, thần thức cô ta ở trong cái cảnh, cô ta sẽ ở trong cái giấc mộng là thấy mình tự nấu nước sôi và tự mình chui vô đó mình ăn. Bởi vì trong kinh Địa Tạng nói là gì? Một ngày đi, 100 lần sống, 100 lần chết, phải không? Chứ nếu địa ngục mà kiểu như mọi người thì giết cái là chết rồi, quý vị thấy không? Và một cái người mà vào địa ngục vô giá thì thấy một cái giường rộng, mà cái giường đó một người nằm cũng chật, mà 100 người mỗi mỗi nằm cũng chật, có phải không? Như vậy là trong giấc mộng 1 triệu người nằm cũng đâu có chật đâu, phải không? Thì đó chúng ta hiểu là địa ngục là một thế giới của tâm. Ví dụ thầy nói không? Chứ không phải là địa là đất, mà nơi nào nó làm cho tâm chúng ta đau khổ, nơi đó được gọi là địa ngục. Thì cô gái này cũng sẽ ở trong đó cho tới khi nào mà cổ trả hết cái nghiệp đó vì ăn đồ uống rượu của một vị A La Hán. Còn cái cảnh mà cái một cái cây mà có mắt có tai mũi lưỡi mà bị các loại côn trùng mà bóng nước á, là ngài của Thiền Liên giải thích cái thân cây này tiền kiếp là một vị tỳ kheo ở trong chùa, ông này làm trụ trì và đàn la thứ thí uống rượu. Ông lấy tiền của thí chủ đem về nuôi cha nuôi mẹ và nuôi bà con thân bà quý phục trong dòng họ ông. Và sau khi ông chết, ông đọa làm cái lồi dần giống như cái cây vậy đó, và các thân bà thân quý của ông mà ăn cái tiền của đàn la thứ thí thì đầu thai là cái con sâu con bọ
và rút rỉa thân cây này để trả kết quả là lấy của đà thường trụ và nuôi gia đình. Còn cái ông tướng mà lăn lên lăn xuống ở đường đao là ông này nguyên là một đại tướng ở thành Xá Lệ. Ông lúc sống ông giết nhiều quá, bây giờ ông chết, ông ở trong một cảnh giới là cứ bị gươm đao đâm hoài. Quý vị có thể nói không? Và cái tòa nhà mà bằng xương đó là xác của con cá Ma Kiệt Tàng. Con cá này dài 700 dặm, nó ngủ dưới đáy biển 1000 năm nó mới dậy một lần, mà khi nó dậy tất cả tàu thì đi qua nó đều đụng hết. Mà tiền thân con cá này là tiền thân của Kim Liên Tử Ký Đề, và ngài Bồ Kiền Liên ngài dùng thần thông ngài điểm cái đầu Kim Liên Tử Ký Đề, ông nhớ lại tiền kiếp đi, thì ông nhớ lại lúc đó 700 năm về trước ông là con cá này, và ông ngủ một giấc dài 700 năm. Và khi ông trồi lên thì có một đoàn thuyền chở chúng ta đi qua cái sông đó để mà chịu một cái phá an cư. Thì ông thả miệng ra, ông chuẩn bị ăn cái thuyền này, thì trên thuyền này các vị tăng mới niệm Phật. Và niệm Phật xong thì trên đó một vị tăng chứng quả có thay thị cho ông nói: con không nên ăn cái thuyền này, con ăn các vị mà tăng thì con sẽ đọ, và ta quy y cho con cầm miệng lại. Vị tăng chứng quả trên thuyền thay thị cho ông xong và quy y cho ông. Sau đó ông cầm miệng lại và ông chịu miệng đói. 3 ngày sau ông chết và ông xả thân thành cái xác cá này. Trong khi đó ông đầu thai làm ông Thi Lợi Ký Đề thành Vương Xá, và nhờ cái công đức mà ông gặp cái vị thánh tăng trên cái thuyền mà quy y cho ông Thiên Thả Miệng Kiếm Tiền ăn cái tiền đó, mà giờ này ông được gặp Phật. Sau khi ông thấy được điều kiếp thì ông hoảng sợ, và ngay lúc đó ông quá cõi đời vô thường, ông thấy cô gái xinh đẹp chết thì bị làm con trùng, là con giòi. Ông thấy cái cô gái mà làm đệ tớ thì ăn chặn đồ của đàn ông của ông thầy thì bị đọa địa ngục. Ông thấy người đại tướng là quan mà sao thì chết phải là một cái người ở địa ngục, và ông thi điển cái thiền quá, và ông ngồi ngay cái bộ xương của thiền kiếp của ông, và ông nhập định ông quá đó. Sau một đêm ông chứng ngay quả vị A La Hán, và ông chứng xong thì ngày một kiều liên với đệ tử mình đã xong. Ông nói: giờ này con sanh đã tận và tử không còn nữa, con trở thành một vị hữu dư A La Hán, tức là còn dư với A La Hán và còn dư lại cái báo thân của đời này. Giờ này con hiểu rồi, con không cần nương vào áo của sư phụ mà bay về đường xá, con có thể bay về được không? Ông nói: con bay được. Thì hai thầy trò dùng thần thức không bay từ đó trở về đường xá. Thì lúc đó Đức Phật Na ngồi tại đường xá thuyết pháp, ngài Hộ Kiền Liên thì đáp xuống, mà ông Thi Lợi Ký Đề thì ông không dám đáp Đức Phật, ông đáp phía sau thì sái ông đi bộ vô. Thì lúc đó mấy ông thì kheo mà chưa chứng quả mới bàn la thế này: này cái ông già thì kheo kia mà sáng tới giờ đi đâu mà không đi khất thực, cái trốn chỗ đi ngủ mà ba năm thấy ông vô đây để mà coi như ngồi thiền đổ đây đi niệm Phật. Thì Đức Thế Tôn ngài sợ cái gì thì kheo đó khi mà quở mắt một vị chứng A La Hán là sẽ bị cái khẩu nghiệp đọa địa ngục. Ngài mới nói Thi Lợi Ký Đề giờ đây là một đại A La Hán, đã không còn trở lại dục giới sắc giới dục sắc giới. Thì Như Lai nói cho các vị biết, không tin thì Thi Lợi Ký Đề đã thi triển thành công. Thì ông Thi Lợi Ký Đề ông từ phía sau lưng của Phật, ông đi xuyên qua đá kế bên Phật, và ông đánh lễ Phật, và ông đi xuyên xuống dưới đất, ông đi lên giống như người ta đi trong nước để chứng tỏ ông là một vị A La Hán. Thì các ông vị kheo kia không có khẩu nghiệp mà la đầy ở nữa. Và Đức Phật có thuyết một bài pháp là: từ nay chúng ta thấy ai mà tự tử chúng ta phải can ngăn, vì người đó phạm vào cái tội rất là nặng, vô lượng kiếp mất cái thân người. Ngay như Như Lai thấy Thi Lợi Ký Đề xin xuất gia không được mà chuẩn bị tự tử ở cổng tịnh xá Kỳ Liên, Như Lai còn bỏ để mà về cứu ông. Và ngay ngày một Kỳ Liên khi thấy đệ tử bị ăn không được, ăn không bằng cái gì cho trẻ, ăn cứ để giờ bài, ăn chưa hết một bát, ăn chưa hết nửa bát thì đã tới giờ quá giờ ngọ. Thành ra ông giận và ông đi ra sông Hằng ông cắt cổ. Và ngày một Kỳ Liên đang nhập định cũng phải xả lệ để cứu đệ tử, thì cái chuyện tự tử là một trọng tội trong nhà Phật. Thì nói đây thì kể lại cái chuyện quá khứ để quý vị thấy rằng một cái vị đệ tử mà tự tử ông thầy sẽ cứu ngài, một cái vị sinh xuất gia không được tự tử Phật phải bay về cứu, là nó quan trọng như vậy. Nhưng mà có trường hợp nào tự tử
mà được sanh thiên không có gì. Trong này Phật nói được tưởng là đọa địa ngục, mà có những trường Phật được tưởng là được sanh thiên, có không? Ai biết gì đó? Bồ Tát Thích Quảng Đức và sự Bồ Tát Thích Quảng Đức, ngài tự đốt thân mình. Chúng ta vào ở trong cái coi như cái nét gì thấy lại cái thời đó, ngài ngồi ở trước đường đi chiều các quý vị, và xung quanh có cảnh sát, áo trắng cảnh sát giải chiến, và ngài sai một người đệ tử chế sang lên ngài, chế tướng xong ngài cầm một vẹt, ngài vẹt vô ngài. Cái cảm phục nhất, một chút xíu lửa đốt quý vị giải không, quý vị đốt chút chịu không nổi vậy mà ngài đốt hết cảnh sát ngài ngồi. Và ngài có nói câu này: nếu mà cái xác ta sau khi mà ta tự thiêu mà bằng lửa thì Phật giáo sẽ thoát khỏi cái pháp nạn, còn nếu cái xác ta mà là ướt thì Phật giáo Việt Nam sẽ bị coi như là hủy diệt và bị xóa sổ tại Việt Nam. Nhưng mà sau cuộc thi trái xong nửa tiếng đồng hồ sau cái xác ngày bằng lửa, và cuối cùng sau đó Phật giáo Việt Nam đã thoát nạn và mới còn tới ngày nay. Thì Bồ Tát Quảng Đức ngài tự thiêu là ngài đốt cái thân này để ngài nói lên cái quyền của đạo Phật được đối xử bình đẳng trong thời kỳ đệ nhất cộng hòa của tổng thống Vô Đình Diệm, được bình đẳng như tôn giáo và được quyền giao cờ đó. Như vậy ngài tự tử mà ngài được trở thành Bồ Tát, và cái điều đó chứng minh ngài để lại trái tim bất diệt, có phải không? Đem đốt tại A Diệu Địa hai lần mà vẫn dưới cái nhiệt độ là 2,000 mấy trăm độ F và cái tiên vẫn còn. Do đó giống như ngài Kumara thật, khi mà ngài chết xong ngài không phải tự tử, mà ngài nói tất cả những bộ kinh điển mà tôi giảng ra, nếu mà sai ý Phật thì sau khi trả trì cái sát tâm tứ đại tôi, tất cả được cháy ra to, còn nếu cái lưỡi của tôi vẫn còn nguyên thì tất cả những cái lời của tôi dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán là đúng như lời Đức Phật dạy và bảo thật. Sau khi trả trì cái lưỡi của ngài Kumara thật vẫn còn nguyên. Thì như vậy những người tự tử mà để bảo vệ chánh pháp, tự tử vì quyền chứ không phải vì tham giận, thì người đó được sanh thiên. À, tôi nhắc lại. Và có trong kinh Phật có một trường hợp chú Sa Di bị một cô gái ép phạm giới cái gì giới chưa, chú Sa Di đó các người tự tử cũng được sanh thiên. Và trường hợp nữa là vua Mahana, phải không? Là vua Mahana là một cái ông vua giàu có thích, sau khi Đức Phật đi xuất gia rồi La Hầu La cũng đi xuất gia, Nang Đà là bảy Diêm Tôn công tử đi xuất gia, thì đại tướng Mahana là anh của hoàng tử Ananda cũng đi xuất gia, thì Ananda đó là lên ngôi. Khi mà thái tử thì luôn đi về để hỏi tội và Phật Thích Ca, khi dễ ông trong một kỳ ông về quê con mẹ, vì dòng họ Thích Ca khi dễ mẹ của Thị Lưu Ly là một bà nô lệ, do đó ngài đem vương về làm bỏ dòng họ sức. Mà ông ngoại Mahana là ông ngoại của thái tử Thị Lưu Ly, ông nguyện tự tử ở ngay dòng sông Hàn, dùng tóc quấn dưới cái dòng sông để tự tử để mà xin chuộc tội cho dòng họ Thích. Thì ông tự tử thế này, tôi đã kể chuyện trong các thời pháp lớn của tôi nhắc lại. Ông nói này, cháu ngoại Tỳ Lưu Ly, cái tội mà khi dễ cháu ngày hôm nay tạo ra cái ơn quán mà cháu phải đem vương về để làm bỏ cho họ Thích, thì cái tội này để cho ông ngoại lắm. Bây giờ ông ngoại xin con cho một điều kiện, ông ngoại sẽ xuống dưới dòng sông, ông ngoại làm ngay cái chỗ ngay cái đá này, và ông ngoại làm được bao lâu thì cho những người mà bà con đích của thành xã thành các vị lão vệ thì chạy đi. Thì lúc đó thái tử Tỳ Lưu Ly qua sang hỏi cái ông đại tướng vào, như vậy một cái hơi người có thể chịu được cái nước là bao lâu? Thì đại tướng nói, cái người mà dài nhất là 5 phút là chết rồi, chúng ta đâu có thể nhìn thở cái nước được 5 phút, phải không? Như vậy được, cho ông bại xuống đó. Nhưng mà ông bại gì nào, ông bại mà nổi lên là ông ra định giết mấy người kia. Thì vua Mahana ngài mới chui xuống và ngài lấy cái tóc của ngài quấn dưới cái tảng đá ở dưới đó để cho họ nổi lên, và ngài quấn ngài chết dưới trải qua nửa tiếng đồng hồ. Thì tất cả quân phi mỹ nữ và con nít của dòng
Các vị la vệ đó là con cháu của Đức Phật Thích Ca mới giải thoát, thì vô Ma Nam đã ở dưới lâu quá thấy tự tiểu ly mới sai thủy quân đặt xuống coi thì té ra Ma Nam tự tử chết đi dưới rồi. Nhưng mà ông tự tử xong thì ngài A Nan sau khi chứng nhận tam đồ, ngài A Nan mới đi về để nhìn cái xác của đại tướng Ma Nam cũng là huynh đệ chú bác với mình. Thì ngài A Nan mới hỏi và thấy con chưa chứng quả, con không biết là coi như là Thích Ma Nam tái sanh về đâu. Thì Phật nói Ma Nam về cõi trời đau lợi vì chết để cứu cho 80.000 dân các vị la vệ được thoát nạn. Mình chết để cứu như bao nhiêu mạng phải không? Rồi bây giờ có những người tự tử mà không bị đọa là ai? Những ông tướng sanh nghi tướng tử vi thần thời vua thì Hoàng Diệu phải không? Hoàng Diệu tự tiến để thì cái thành gì, thành nào bị thất thủ gì chết đâu, thành nào, thành Hà Nội phải không? Thành Hà Nội bị quân Pháp dây đánh và thất thủ và tướng Hoàng, ông Hoàng Diệu phải không? Ngài đã cắt cổ tự sát thì chết những người đó không đọa địa ngục mà những người đó trở thành những vị thần. Và cận đại nhất là những vị tướng của Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Khoa Nam, tướng Diệm Hưng phải không, Lê Văn Hưng, tướng Diệm Nguyễn Văn Trần Văn Hai phải không? Tôi nhớ là chúng ta có năm vị tướng, tôi nhớ là Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vĩ, Lê Văn Phú, Phạm Văn Phú, Phạm Văn Phú, tôi nhớ tất cả là năm vị. Thì những năm vị đó là họ sanh vi tướng tự vi thần, họ chết vì tổ quốc, họ chết vì đồng bào và họ hy sinh như vậy, tự tử này thì họ không có đấu. Tại sao? Tại vì đời đời tới ngày nay chỉ đó thì tôi bảo đảm là hàng triệu dân Việt Nam chúng ta đều có cúng kiến, nhất là những chiếc xe Phật cô, chiếc xe là một vàng đều có lễ cúng âm thầm hay là có những cái buổi lễ, thì những gì đó không bao giờ nói, những gì đó trở thành vị thần đó. Tôi nói cho quý vị nghe thì có những cái chết thì đi được lên cõi cao, mà có những cái chết thì các bạn thấy chết vì mình, chết vì cái dục vọng của mình, vì cái lòng tham mình không thỏa mãn là đi xuống, mình chết vì chúng sanh dân tộc. Đức Phật trong nhiều kiếp Đức Phật đã là gì, bố thí thân mạng, quý vị thấy rõ không? Cho một cái gì đó có sinh tử mà Đức Phật mới trở thành là một vị Phật. Rồi bây giờ làm thế nào để hộ niệm cho những người chết vì tự tử mà vì cá nhân mình không được thỏa mãn, vì lòng tham mình không được thỏa mãn? Bây giờ tôi tự tự tôi nói quý vị lắng nghe. Trong là thời gian 8 giờ đồng hồ đầu tiên khi quý vị đi hộ niệm cho một người chết vì tự sát, khi quý vị thành lập cái bằng hộ niệm, trước sau thì quý vị cũng sẽ trải qua một cái lần hộ niệm cho người chết vì tự tử. Tự tử vì thắt cổ, tự tử vì uống thuốc độc, tự tử vì nhảy lầu, tự tử vì nhảy ra cho xe đụng, nhiều lắm quý vị sẽ đụng chạm với những trường hợp này. Thì quý vị vẫn tổ chức hộ niệm với người bình thường, nhưng mà tôi thấy cái chuyện khó lắm, vì một người mà khi mà tự tử tôi có kinh nghiệm rồi, uống thuốc độc hoặc là thắt cổ thì các cảnh sát của Mỹ hoặc là hội điều tra họ lấy cái giấy vàng, họ thanh cái dụng đó, họ lấy evidence, họ lấy chứng minh, họ lấy dấu tay, họ làm tất cả những cái việc đó mất hết mấy tiếng đồng hồ rồi quý vị, phải không? Và trở về nhà xác đâu có mình lấy tiền đâu, trở về bệnh viện họ mổ xẻ, họ khám nghiệm coi phải người này là uống lầm thuốc hay là người này bị ai đó uống thuốc, hay là người này chết ở đâu rồi bị người ta treo lên để phi tang. Do đó cái 8 tiếng đồng hồ đầu tiên chúng ta không có cái cơ hội để mà làm. Và sau khi nó mổ xẻ đã rời cái danh sách người này rồi mà nó trả lại là thường thường kéo dài từ 1 tuần đến 2 tuần. Tôi đã có kinh nghiệm những người Phật tử có người thân qua đời mất 1 tuần đến 2 tuần nó đưa ra nhà hoàng là nó đã mổ xẻ, nó giảm hiệu đủ thứ hết rồi và không có cái cơ hội để cứu người đó. Y như những người mà chết bình thường, biết chúng ta biết trước người đó sẽ mấy tiếng đồng hồ chết, chúng ta biết trước bác sĩ báo trước là bao lâu, thành ra chúng ta không có cơ hội cứu.
và bây giờ đâu lúc cái việc hộ niệm liên tục bên cạnh cái thi hài của người vừa tự sát chết, nếu chúng ta có thời gian. Có những trường hợp mà uống thuốc độc mà chúng ta đi lại uống và cảnh sát nó cho để đó, thì nhất là những người ở Việt Nam thì tôi nghĩ có cái chèn hơn, chứ ở Hoa Kỳ thì không có cái chèn đó. Ở Việt Nam mà bây giờ uống thuốc từ từ uống thuốc đầy thì tôi nghĩ là có quyền chúng ta tiếp tục tụ niệm cho người đó tám tiếng, nhưng mà cái chê họ về ngược lại không có, chỉ quá giải được những cái tội sát sanh và những cái tội mà họ có thiếu, cái tội quyền nợ của xã hội mà thôi, giảm bớt tội cái gì. Vì trong kinh Địa Tạng giờ phút lâm chung người đào tạo ác nghiệp cách mấy mà trong thời gian 8 tiếng đầu quý vị đọc những danh hiệu Bồ Tát, danh hiệu Phật mà lọt vào lỗ tai người đó, trừ đủ tội vô gián, ngoài ra các tội khác đều được tiêu nhận, có phải không? Tôi căn cứ từ kinh Địa Tạng để nói. Và quý vị phải hướng dẫn vợ con của người chết thì tự sát ra trước bàn Phật khai trưng tụng sám hối. Mà tụng kinh gì quý vị? Hả? Có hai bộ sám hối, một bộ là thủy sám và một bộ là lương hoàn sám. Vậy người chết thì tự tử, quý vị hộ niệm, quý vị khuyến khích vợ con người ta tụng bộ kinh nào mới đúng? Lương hoàn sám. Lương hoàn sám là bộ kinh do Ngài Chí Công Đại Sư soạn cho Ngài Lương Giọng Đế để sám hối dường cho bà Thi Thị là vợ của Do Lương. Tức là khi chúng ta còn sống, chúng ta sám hối cho ta, ta tụng thủy sám. Mà khi người ta qua đời, sám hối dường người đó, chúng ta phải tụng lương hoàn sám. Vì những bài kệ này là sám hối dường cho người qua đời, nhớ nha, sám hối dường cho người qua giảng. Khai kinh lương hoàn sám để sám hối cho người qua đời. Và việc tụng kinh lương hoàn sám phải được kéo dài cho đến hết 49 ngày. Tụng từ khi người đó chết cho đến 49 ngày. Mỗi một ngày nếu thương người đó đáp đi cho hết một bộ lương hoàn sám. Còn thương không được thì tụng ít nhất phải 10 phần lương hoàn sám, nó dài lắm cho quý vị. Thì tôi nói nếu thương người đó thì đáp tụng cho họ là càng nhiều càng tốt, chứ đi hết tôi nghĩ quý vị đi ngày đi bộ đi không nổi đâu, phải không? Thì thương thì đó đáng tụng. Đáng tụng ít nhất là 49 ngày là thời gian bắt buộc không được thiếu. Nếu thân nhân của người tự sát muốn cứu cho họ thoát khỏi địa ngục là bị xuất sanh, tôi cho nói là thoát khỏi để lên một tượng đàn, mà tôi nói thoát khỏi địa ngục là bị xuất sanh. Kế tiếp đồng thời trong thời gian từ tuần thất thứ nhất cho đến tuần thất thứ bảy phải tổ chức phóng sanh càng nhiều càng tốt, vì ông này sát sanh chúng ta phải phóng sanh để hóa giải cái nghiệp sát sanh của người đó. Do lúc công đức này có người chết vì tự sát để tiêu trừ bớt cái nghiệp sát sanh của họ. Kế tiếp sau khi đủ 49 ngày tổ lương hoàn sám và liên tục phóng sanh cho người chết vì tự sát, quý vị còn phải khai kinh tụng bộ Địa Tạng. Tiếp theo là bộ Địa Tạng, nhớ 49 ngày lương hoàn sám tốt tụng được càng nhiều càng tốt, không có một cái gì tụng hết một bộ. Và sau đó chúng ta tụng Địa Tạng ráng mỗi một ngày tụng một quyển thượng và kế là quyển trung quyển hạ, chúng ta đi mỗi ngày ít nhất là một quyển mà tụng liên tục như vậy, tụng trong từ 49 ngày cho tới ngày độ 100 ngày, phải không? Đó là cái bước thứ hai. Thì hoàn kinh 49 ngày đầu là tụng lương hoàn sám, và từ ngày 50 cho tới ngày lễ 100 ngày là chúng ta cái dỗ 100 ngày chúng ta phải tụng liên tục. Như vậy chúng ta có 51 ngày tụng kinh Địa Tạng, phải không? Và đó là thời gian tối thiểu bắt buộc phải có. Còn nếu quý vị tụng cho đến dỗ chắc năm thì càng tốt, vì có người Phật tử Hà Lai đã tụng cho con họ toàn bộ Địa Tạng đoạn viên cũng rất dài, mà cái anh mà bị ép và xì ke đó mà cứu được lên mọi người. Và cô ta cũng tụng cho một ông anh và một người bà con tự tử mà cũng được đồng thai làm người, mà biết rõ luôn cái ông đó khi mà chết rồi ông nằm mơ có bọn về ông nói tôi đồng thai vào làm con của em đó. Thì cô này cũng nói em đã qua hết và xin lỗi cái giấc mộng thế này. Nhớ lại cho kỹ thì cô đi điều hành, cô kể là ông anh này bị bệnh, ông gần chết rồi mà tuổi còn trẻ, thì ông bỏ lại hai đứa con, ông có trói với cô này lúc đó chưa đi Mỹ.
em dám nuôi hai đứa cháu của anh, hai đứa con của anh thì anh sẽ trả ơn. Thì cô này của nó thân anh về nằm sắp ngắm cá sắp chết và lấy đâu trả ơn. Mà con này lúc đó là chuẩn bị đi Mỹ, à hồ sơ đi Mỹ, sắp đi Mỹ. Thì ông nói này, em đi qua Mỹ thì anh chỉ qua đó trả ơn. Thì ông nói anh chết đến nơi là xuống lỗ là trả ơn. Ông nói anh chết rồi thì đi đến đâu cũng khác được tới đó, nhớ là nuôi hai cháu nên người. Anh còn để là hai đứa con, anh không có bỏ nó được. Thì sau đó cổ đi qua Mỹ, thì cổ nói là cổ không nghĩ tới cái chuyện sinh con. Nhưng mà lớn tuổi rồi, đùng cái qua Mỹ, sau đó là dở kế hoạch và có bầu. Thì có bầu, vô cái ngày có bầu, thì cổ lại thấy cái ngày đó là đúng cái ngày 49 ngày, cổ anh cũng chết. Cổ đi qua Mỹ được mấy tuần sau thì cũng 49 ngày, thì ông anh chết là cổ thấy ông anh cổ qua Mỹ, ông cổ và nhập thai luôn. Và nhập thai rồi đẻ ra ông anh cổ khi còn sống là anh đội của mẹ, giờ thằng nhỏ nó ra đẻ ra nó 13 tuổi nó cũng đòi đội của mẹ. Mà cái tướng cái mạo cái tánh cái tình ông này không thích ăn cái gì là đứa nhỏ cử kêu kêu cho ông anh vậy. Và cổ nói là quá là cổ kêu ông anh cũng chết rồi, cổ tục địa tạng là 49 ngày và tục lưu bằng sáp cho ông anh. Mà ông anh cả đời không có tu cái gì hết, về mà cổ giúp người ta sinh lời người lắm. Là quý vị thấy rõ cái công lực cầu siêu nó có chứ không phải là không. Tôi nói rõ cho quý vị. Nếu quý vị làm đi theo lời hướng dẫn của tôi thì mới có thể cứu mình chết vì tự sát có khỏi ta mắc đạo và chỉ được phúc sanh trở lại ở người cõi trời. Còn chuyện bản sắc tịnh độ thì khó có thể xảy ra cho người chết vì tự sát. Nếu nói như vậy thì quý vị sẽ đặt câu hỏi tại sao thầy lại hướng dẫn cho chúng tôi niệm Phật bên cạnh người chết? Tự sát của tám tiết chẳng lẽ lại là một cái chuyện không có lễ hay sao? Xin thưa, niệm Phật tám tiết ở đây để gieo duyên cho người chết tự sát nguyên nhân như Đức Phật A Di Đà. À họ nó trở lại thì họ tu theo pháp môn tịnh độ, họ gặp được các kinh vô lượng thọ và kinh A Di Đà. Quý vị nên nhớ phải niệm đủ 6 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cho người tự sát đã chết rồi. Vì Nam Mô có nghĩa là quy y, là đọc mỗi lần như vậy là quy y cho họ Đức Phật A Di Đà của quý vị, không nên đọc 4 tiếng. Tôi đố quý vị tại sao người chết bị tự sát khi hộ niệm chúng ta phải niệm 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật mà không niệm 4 chữ A Di Đà Phật, là vì lý do quy y cho Đức Phật A Di Đà giao duyên tịnh độ với người đó. Rồi bây giờ tôi liên quan đến trường hợp các bà mẹ có mang thai vì một lý do nào đó phải đi đến viện phá thai. Tôi nói 80% các người Phật tử qua đây vì cuộc sống qua kỳ trẻ con nó khó quá, nó tốn kém quá mà quý vị phải phá thai. Vậy quý vị làm sao khi quý vị tâm bảo biết việc phá thai là một trọng tội và các thai nhi bị giết trong bụng mẹ khó có thể siêu thoát? Vậy làm cách nào để giúp bà mẹ nhẹ bớt sát nghiệp và giúp cho thần hồn của đứa bé bị giết được siêu thoát? Ai trả lời được? Vị nào đã nghe cái cuốn băng do Tịnh Tâm Học Hội phát hành diệt tội và trường thọ phải không? Sai coi lúc DVD đó rồi có chưa? Anh em quý vị chưa coi à? Các vị tiểu bang khác đã coi hết rồi. Đức Phật nói rõ tội phá thai mà không làm sám hối đúng cách là quý vị sẽ đọa địa ngục đó. Bây giờ tôi lắng nghe quý vị đây, trước khi quý vị chưa hiểu đạo, quý vị vì vô tình hay cố ý, quý vị có cái đó thì lắng nghe. Thứ nhất, sau khi quy y Phật rồi hiểu là phá thai là tội nặng, bà mẹ phải lại bộ thị sám để sám hối trong một thời gian ít nhất là 3 tháng. Đó là một vị hòa thượng người Hoa ngày dạy tôi. Ngài có mũi nhãn, ngài thấy những người nữ ma đọa vào địa ngục là gì, ngài mới nói với tôi là ngài dùng mũi nhãn ngài thấy chỉ phải lại bộ thị sám 3 tháng là sám hối cho bản thân của bà. Thứ hai, bà mẹ phải dùng kinh Địa Tạng và làm lễ siêu độ u minh giới cho thai nhi bị giết ít nhất là 3 tháng. Cái siêu độ u minh giới nó khác với cái tam thời hệ niệm chỗ nào? Ở trong này chỉ nào biết tam thời hệ niệm của pháp sư Phổ Thông, quý vị cũng không biết luôn. Tam thời hệ niệm là do Trung Phong Thiền Sư ở bên Tàu ngài soạn ra để cầu siêu ở trên cái sớ này mà nó ngày mai
tôi sẽ phát cho quý vị mỗi một người một cái tờ sớ về cầu siêu. Tam thời đại niệm đó là cái tờ có ba thời, mỗi một thời tụng một tình niệm A Di Đà, tụng xong có một cái bài mà chúng ta tán để nói lên những cái hương linh mà chiến sĩ trần gian, đồng bào tử nạn, người lợi tu hồn, những hương linh thai nhi bị chết bệnh tử vì mẹ giết trong bụng mẹ, những cái hương linh chết ở Biển Đông, những hương linh chết bệnh tử và những chủ quyền các tổ cha mẹ bảy đời, nhất là những quan gia cái bộ của quý vị, thì cái giờ cái ba thời đó mỗi một thời A Di Đà xong rồi hồi hướng và chúng ta là một cái bàn có mâm cơm, có trai chủ đại diện trai chủ, những người mà ngày mai chúng tôi chọn ra đó để làm đại diện trai chủ phải là những người ăn chay trường. Ở trong này có ai ăn chay trường đưa tay cho tôi được 10 người không? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 đi trong được 10 người. Tôi cần có 10 người đó đại diện cho quý vị để mà ngày mai tế tụ quyền thánh tổ cầu siêu. Và tôi nếu mà không đủ 10 người thì tôi sẽ cần những người nào mà họ Bồ Tát giới, nhưng tôi bị họ Bồ Tát giới là đáng chai rồi, phải không? Quý vị nào họ Bồ Tát giới còn đáng thì chúng sanh là sai đó, Bồ Tát giới là phải đáng chai. Thì như vậy tôi chọn được 10 người để ngày mai làm lễ đại đàn. Thì trong cái lịch này những người đó nhờ cái lực của đại chúng. Tại sao tôi chọn siêu? Đại chúng đây có 50 mấy người ghi danh họ bằng con trai này, thì năm mấy người đó nhờ cái lực của đại chúng ngày mai nói là xin hồi hướng trong đức tu cho những hương linh này, thì chúng ta được quyền ghi cha mẹ, vợ chồng, con cái, chủ quyền thánh tổ và gia đình chủ. Còn nếu mà chúng ta cầu siêu và cái lực của đại chúng, chúng ta không cầu siêu được nhiều người trong cái lịch này, quý vị có thể nói không? Và ngày mai chúng ta sẽ có một cái thời lại nhất bộ nhất bái, thay vì tam bộ nhất bái ở bên chuyên môn chúng ta lại vàng ở ngoài đường lại tam mẫu lại xin dò, nhưng mà ở đây cũng có, ở đây quý vị là con cưng, con của mẫu giáo, thành ra mới vào trường không có, là không có kiểu mà con đại học mà hàng hóa bỏ, thành tôi cho quý vị lại nhất bộ nhất bái ở trong cái chuyện này, bước một bước tôi đọc cái tên, tôi đọc cái sớ của hương linh của quý vị. Khi tôi sớ lên chẳng hạn như tôi nói hôm nay tại chùa Linh Sơn con là tiền theo Thích Thông Lan đại diện cho đại chủ là tên gì, ngày mai quý vị nhớ người nào biết cái này để cái tên là như này, xin đại chúng nhất bộ nhất bái để sám hối cho các hương linh có tên trong đây lập ra rồi đánh cái bom là quý vị lại xuống rồi bắt đầu đi một bước lại bước lại chừng nào hết cái sớ đầu tiên này là xong. Cái đó là chúng ta có cái lễ thỉnh dâng, chúng ta có cái lễ khai đại hồn chung để thỉnh các trong đêm về. Thì những cái hương linh này tôi đọc một cái danh là cái gì phải lại và đánh để thỉnh tôi đọc trước một chương trình đến đại hồn chung. Thì theo trong kinh nói các người ở địa ngục họ không bao giờ được hưng cái hình phạt, mà chỉ khi nào có cái trai đà mà đánh khai đại hồn chung thì hồng chung sơ khấu bảo vệ cao tăng thượng thông thiên đường làm việc người phụ. Khi đánh một cái đại hồng chung thì cái người đánh chung có hai cái phúc đức mà quý vị không tưởng tượng được. Một tiếng chuông gia lên thì nó thượng thông tới cõi trời, ở trên cõi trời cao nhất là cõi trời Vũ Đẳng, các chư thiên đang ăn nhậu đang vui chơi với các cung nữ thì phải ngưng lại để mà nhớ tới cái mình được phước báo gì mà mình lên trời, họ ngưng cái chuyện ăn chơi. Và dưới địa ngục các chúng sanh đang bị hành hình thì ngưng lại để nghe cái kinh, do đó công đức của đến đại chúng kinh khủng lắm. Ngày mai tôi sẽ tán với tôi chỉnh tình diện lên đây, chúng ta có một mâm cơm và ngày mai cái mâm cơm đó tôi không muốn là quý vị bỏ tiền của chùa ra. Đây có những người đầu ở danh đây, quý vị đóng mỗi chị là 200 đồng trả lại cho ban cây sọ, thì trong cái mâm cơm đó tôi làm ra cho ban cây sọ đóng một cái mâm. Chúng ta mua bánh kẹo, chúng ta mua 5 loại đậu, chúng ta làm ra 10 phần. 10 phần đó đại diện là thập loại cô hồn, 10 loại quỷ thần, và chúng tôi đọc chú thì chúng tôi cúng cho quý vị thấy cúng như thế nào. Và khi cúng xong, quý vị những người mà có tham gia được điều thỉnh về đây, quý vị nó sẽ khóc nức nở luôn, vì những người mà có tham gia lên họ làm cho quý vị khóc, họ cảm động. Còn những người nào mà
khi gửi sớt cầu siêu mà theo khi tôi đọc điều thỉnh lên mà quý vị không có cảm để thỉnh theo cái gì, một là chưa được lên, hai là đã về các cõi cao rồi, thì có hai trường hợp. Nhưng mà ngày mai quý vị đang nghĩ giới thân tình thì tôi làm kêu là tai đà dẫn tế mà tụng thỉnh dùng chúng đại học chung để đắp để phá thì dùng để tỉnh về đây thì quý vị sẽ coi. Và đồng thời làm cái u minh giới đó là khác, là chỉ một người thỉnh cho một người thôi. Như người mẹ nguyện mở một cái đàn u minh giới là nó có tác dụng là một người chỉ xin sám hối và cầu cho một người thôi. Quý vị có thể nói không? Quý vị có con, quý vị phá thai và con thứ hai, thì quý vị làm cái đàn này, quý vị chỉ ghi được một cái đứa nào đó chứ không được ghi đến người thứ hai, là kêu u minh giới. Còn ở đây dành cho cái lực của đại chúng, quý vị có thể nói cái lực đại chúng để mà cứu những người từ cái cõi địa ngục lên các cõi để đi siêu đó. Bà mẹ phải được cái địa tạng, một thiện sát là 3 tháng. Bà mẹ phải được cái địa tạng và làm lễ siêu độ u minh giới cho thai nhi bị giết ít nhất là 3 tháng. Bà mẹ phải tin kinh diệt tội trường thọ là bộ kinh mà nói về những cái tội phá thai và nói với những cách mà để giải thì tôi lấy về trong cái diệt tội trường thọ ra. Thì quý vị mai mốt cái dĩa này, cái dĩa này được lưu hành, quý vị lấy một bản quốc vị về quý vị dùng tiền của quý vị mua những cái làm giấy tức là cái diễn tấu, rồi quý vị nhờ ở đâu ai biết làm ăn họ làm, quý vị đi bỏ các chùa, quý vị bỏ làm sao mà quý vị bỏ cho thầy ít nhất là 108 diễn để cho những người mà họ nghe cái bản này họ sợ con phá thai thì nó không quá giải được cái tội của quý vị. Có hai loại, một là quý vị kinh chưa ấn tấu, một là kinh diệt tội trường thọ là một kinh mà ngày bây giờ đi ra bên giảng này. Hai là quý vị đem cái cuốn băng này quý vị in ra, cứ bị ra rồi để ở các chùa trên cái tờ label in ra tôi tên gì đó, pháp danh gì đó, tôi việc hồi hướng cái công đức ấn tấu cái bộ dĩa này để giảng về cái tội phá thai và cái cách mà hóa giải những người là phá thai để cho hương linh của con tôi là vô danh, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, à đại khái như vậy. Thì quý vị nhớ là quý vị làm như vậy thì mới hóa giải được cái tội quý vị phá thai đó. Quý vị có biết tại sao tội phá thai rất nặng, nếu không làm như vậy tất phải đọa địa ngục? Tôi xin cho ví dụ để quý vị thấy rõ hơn. Một người phụ nữ không có mang và một người phụ nữ có mang cùng đi ăn trộm, và khi bị đem ra cho quan tòa xét xử, người phụ nữ có mang thai sẽ bị kết án ở tù một thời gian ngắn, còn người phụ nữ không có mang thai thì đã ở tù lâu, phải không? Vì cái phước của thai nhi. Khi mà những quý vị nào gặp những năm mà hạn tháng xuôi như là đàn bà sau lao hầu sau tế bạch hoặc là những hạnh tam tai mà quý vị có mang thì cái thai nhi hầu như nó gắn cho quý vị những cái gì đó quý vị, cái phước của thai nhi lớn lắm. Một trường hợp ở Việt Nam, một cô phụ nữ mang tội buôn ma túy, quý vị nhớ không? Và cô bị án tử hình. Nhưng mà sau đó cô nghe lời hướng dẫn của một số người là nói cô làm sao cô có bầu thì cô sẽ đảm bảo được khỏi án tử hình. Quý vị nghe cái chuyện đó lên báo đó. Và cô đó cũng nghe như vậy và cổ lại làm cái chuyện nào danh dự ở trong chùa, ở trong xin lỗi, ở trong tù. Và cổ có mang với một cái anh cai tù. Và sau khi 3 tháng sau tháng đã có bầu và cổ được thoát án tử hình. Là như vậy đủ thấy là cái thai nhi nó có một cái phước báo mà chúng ta đi giết một cái mạng người rất là nhỏ và chúng ta phạm cái tội sát, mà nó là con của quý vị, mà quý vị mà mang cái tội đó là quý vị sau này nếu quý vị sẽ là người trở lại, quý vị phải bị trách nhiệm là những người mà đi cầu tự không có con của quý vị. Có nhiều người cả đời không có con vì cái tội phá thai này nhiều kiếp, có khi 500 đời quý vị tái sanh được cõi nào cũng không có con, hết bị cô lập. Ở vì thấy một thần thức nhập đường vào thai của một người phụ nữ ở cõi người, họ phải khó khăn hơn con rùa mù từ dưới đáy biển mà chui vào bọc cây. Vậy mà quý vị lại nỡ phá thai để làm cho họ mất đi cơ hội này. Trời ơi, chui vô được cái thân người khó lắm quý vị. Chui vô không có
không phải dễ đâu. Quý vị là tạo cái phước là quý vị chỉ sanh vào trong cái gia đình trung lưu, thì quý vị không thể nào chui vào gia đình những nhà tiểu phú được. Quý vị là những người mà đạo Phật thì quý vị khó chui vào những gia đình ngoại đạo. Rồi quý vị có thường duyên với cha mà không thường duyên với mẹ, quý vị không vào được. Thành ra họ chui vào trong cái bào thai, có phải cái nhà khoa học gia chứng minh không? Khi một con tinh trùng mà nó nhập được vào cái kiến trước của người là bà, là nó phải đấu với hàng triệu con tinh trùng khác, phải không? Quý vị có thấy trong khoa học chứng minh không? Nó chạy ra một cuộc chạy đua, nó đấu với hết bao nhiêu triệu con tinh trùng đó khác. Thì như vậy, tôi được một vị sư, tôi không tặng cái tên, ngày này đã chứng thành cả ngày này nói, khi một con tinh trùng mà nó ở trong trạng thái để mà đi vào nhập thai phối hợp với cái trứng, là lúc đó thân trung ấm đừng gá vào con tinh trùng đó. Thì một triệu con tinh trùng có thể là không, là có một triệu thân trung ấm vừa nhập vô để nhập cái trứng, và cuối cùng chỉ có một tên nhập được không quý vị? Cái tỷ lệ khó không quý vị? Khó kinh khủng lắm. Mà quý vị nỡ giết nó rồi thì cái bào thai đó nó trở thành quan gia cái chủ của quý vị, nó theo nó báo quý vị dài dài, nó báo quý vị là quý vị không thấy được rồi, nó sẽ rất là quán. Vì thân trung ấm khi trở ra nó trở ở về trạng thái vị thần, nó thấy con cùng là con, mà đứa thì bị giết, mà đứa thì quý vị mua xe hơi, đứa thì quý vị đắp tiền bây giờ đại học, đứa thì quý vị mua nghe thì hôm kia, còn đó quý vị giết rồi chết vô xó thù lắm. Cái đó là ngày mai kêu là quan gia cái chủ quý vị ghi vô đó, thấy không? Còn ngày quý vị quên hẳn cái quan gia cái chủ của mình đó, thì khi giảng sanh chính những cái quan gia cái chủ này nó làm cho quý vị không đi được về đó. Nó có dư sức khả năng, nó làm cho quý vị lúc đó gọi điện thoại quên số điện thoại, hoặc là quý vị di chúc cho một cái đứa nào đó là đạo Phật, nhưng mà nó xui chiếu đứa đó giờ nó là ùa tham để cho đứa theo lấy vợ theo đạo Thiên Chúa, là nó không theo làm nữa quý vị. Và nó trở ngại là chúng ta muốn nhận sanh là chúng ta phải quá giải cái nghiệp cái quan gia trái chủ của quý vị, mà quý vị phá thai là một trong những cái quan gia trái chủ, nó theo quý vị rất là đông. Quý vị thấy rõ có nhiều người nó hành cho khùng khùng điên điên được khó không? Nó hành cho cái là thân sơ sở luôn. Dạ. Tôi xin hỏi quý vị, khi một người phụ nữ tại Hoa Kỳ đi phá thai, cái tội này được chia đều cho ai? Thứ nhất là chia cho bản thân họ, thứ hai chia cho phần đi của họ là chồng của họ. À, mấy ông phần đi được định tự yên, tại vì cái bào thai này là có sự cộng tác của phần đi mới có ra. Và quý vị nhớ chia cái tội cho họ, ví dụ cái tội đó là 100 kg thì chia cho phần đi hơn nữa và mọi người hơn nữa. Và quý vị dân cử của hai đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, đảng nào mà ủng hộ cái dự luật phá thai đều gắn hết. Ông dân biểu, ông tổng thống nào, ông congressman nào, ông senator nào mà ủng hộ dự luật phá thai thì ở Hoa Kỳ này một ngày một đêm cái thống kê nó dài cho một ngày cái bào thai bị phá. Tôi đã coi một cái phim mà tôi không dám coi nữa ở trên internet, những cái thai mà từ 5 tháng đó, khi mà họ để vô họ đúng cái đồ vô đi học các cái nhỏ là cái gì, họ đưa cái dao họ cắt cái tay vô, nó né như vậy, họ cắt cái chân lưng thùng lại, họ cắt cái đầu nó vô, nó né vậy, nó khóc ra luôn, nó bắt chạy, họ quay, họ quay cái ông phim đó để họ dẫn động các cái hội mà chống phá thai đó. Đứa nhỏ nó có cái cảm hứng hết cái gì, khi đứa nhỏ trong thai mà nó thèm ăn cái gì, quý vị có thể là quý vị bị ảnh hưởng đứa nhỏ dễ sợ, quý vị thấy không? Quý vị không bao giờ mà thích ăn cua nhưng mà đứa nhỏ nó sinh ra nó thích cua, nó bắt chồng người ăn cua. Mà có những người đứa nhỏ nó ăn cái bò, tôi thấy là người đã ăn cái bò, quý vị có tin không? Hồi đó ở ngôi chùa của tôi ở, người ta làm dắt nhà chùa bằng phân trâu phân bò mà trộn với rô, quý vị biết không? Thì cái bà đó có bầu, có chạy dạc cười mấy giờ bà ở lọ, bà tự chở đó ở đâu đâu có 2 tháng ra thì cái chất còn nữa. Nó hỏi sao vậy? Cái bà nói tiếng Huế, bà nói là bà lại xin sám hối với ngài chứ cô. Trời ơi, cái bò nó đột như cái lô ăn nó xôn ngon quá rồi.
cái thai ra ăn rỡ, thấy rõ chưa? Như vậy thai nó ăn rỡ dễ sợ lắm. Thì tôi thấy rõ là những cái ông dân tử, ông được cái nhiệm kỳ là 4 năm, 8 năm mà ông ra cái sách lược là ký để mà bắt cái đạo luật phá thai, phải không? Và một ông tổng thống ký cái sách lược phá thai, thì quý vị thấy ông này còn nữa nào? Vì vậy quý vị tu hành tập phước bố thí và không đọc cái bài vị mà đã đề đưa ông nghiệp giảng sanh đó là cái quả của đời thứ ba. Vào là tổng thống Bush ra ký sách lược phá thai, cái sách lược này nó nằm như vậy ở nước Hoa Kỳ này. Một sách lược đã thành gian rồi thì nó nằm dài chục năm. Nếu qua kỳ ngày nào còn những đạo lực còn ấy quý vị, thì như vậy cứ một cái thai nhi bị giết là ông đó ở vào địa ngục một kiếp quý vị, thấy kinh khủng không? Rồi những ông dân biểu bị chỉ ra hưởng bao nhiêu thai nhiệm kỳ mà ký ủng hộ vừa phá thai thì cái tội để chia như gì đó là quan mà, thì quý vị cẩn thận vừa cho thầy tu hành phải giảm sao, nếu không là cái bạn đời thứ ba được làm dân sĩ nghị sĩ Hoa Kỳ để mà hiểu biết những cái đạo lực này là quý vị thấy rõ vô lượng kiếp, thấy rõ chưa? Thật tội nghiệp cho họ, giờ Phật dạy không bao giờ hư vọng, tu phước đời này mà không cầu phát nguyện giảng sanh để đời sau trở lại làm quan làm vua hưởng phước, ký định này ký định kia, nhất là ký định để mà phá thai là tổn hại sinh mạng chúng sanh, đến khi phước hết sanh đời thứ ba phải vào địa ngục để trả quả tại bao nhiêu lượng kiếp mới đã xong. Tôi nghĩ mấy ông này mà hết cái đời ông là không bao giờ có là người được, vì ngày nào mà nước Mỹ mà còn thì vẫn còn cái lượng phát thải. Quý vị thấy rõ không? Riêng quý bà có thai bị tai nạn hoặc sức khỏe ốm đau và bị hư thai tự nhiên thì quý bà không có tội sát sanh. Thứ hai là không có tội sát sanh, chỉ lo tụng kinh địa tạng cho thai nhi trong thời gian 90 ngày là giúp cho thai nhi được siêu mà. Quý vị chỉ cầu siêu gì quý vị đâu có muốn là lại cái thai nó bị hư. Trường hợp chết bệnh tử bị tai nạn có các kỳ tử thì làm thế nào để cứu giúp cho họ được siêu thoát? Trường hợp thứ nhất, cái người này lúc sống có tu pháp môn tịnh độ, có làm tờ di chúc đầy đủ yêu cầu bệnh viện cho phép thân nhân đến hộ niệm trong thời gian 8 giờ. Theo kinh nghiệm của tôi thì không thực hiện được. Tại sao? Nếu người chết bị tai nạn xe cộ, thời gian 8 tiếng này, đa số tại Hoa Kỳ, họ bị xe cứu thương làm hô hấp nhân tạo, dùng điện để kích thích tim và sau khi bó tay họ cho xe cứu thương trở về nhà xác ở bệnh viện để xét nghiệm. Thủ tục mổ xẻ này kéo dài rất lâu, cho nên thân nhân không còn cơ hội để hộ niệm theo phương pháp người chết được bình thường. Tóm lại chúng ta chỉ còn cứu cho họ trong thời gian 49 ngày của từng thất. Những người chết bị tai nạn đa số là họ tạo nghiệp sát sanh quá nhiều trong đời quá khứ hoặc đời hiện tại này, vậy phải phóng sanh hồi hướng cho họ thật nhiều trong khoảng thời gian 49 ngày. Vì những người chết bệnh tử thay vì 80 tuổi, 90 tuổi mới chết, mới 25, 30 tuổi lái xe bị chết, là người này trong quá khứ, trong kiếp quá khứ và thời hiện tại đã tạo nghiệp sát sanh. Do đó chúng ta phải phóng sanh trong thời gian 49 ngày để hóa giải nghiệp sát cho họ. Những người chết vì tai nạn, họ sẽ bỏ lại toàn bộ tài sản mà họ tạo dựng cả đời. Tại sao? Tại vì lúc họ sống không biết bố thí, và lúc còn sống lại làm tiền do bóc lột lương lẹo mà tạo ra tài sản, cho nên phải dùng những tài sản của họ bỏ lại để bố thí cúng dường quá giải nghiệp bỏ sẹt là tham lam của họ. Nếu không bố thí hồi hướng cho họ thì con đường đầu thai vào lời quỷ đói đang mở cửa chờ đón họ. Thứ ba, phải tụng kinh địa tạng cho họ càng nhiều càng tốt, ít nhất là trong thời gian 49 ngày, và phải tụng lưu bằng sám để sám hối cho họ. Trường hợp người chết bệnh tử thì bị bác sĩ cho uống làm thuốc hoặc bị chích thuốc rồi bị phản ứng thuốc mà chết, phải làm gì để cứu họ? Loại này chắc chắn là phải bị mổ xẻ để khám nghiệm, cho nên chúng ta chỉ còn cách làm đàn tụng kinh địa tạng cho họ trong 49 ngày và nhớ dùng tài sản còn lại của họ để mua thuốc bố thí cho bệnh nhân. Vì trong kinh luật sư mà có dạy, bệnh không đáng chết mà phải chết vì không gặp thầy, không gặp thuốc.
khi xưa lúc còn sống hoặc trong đời này hoặc trong đời quá khứ là nghề bán thuốc giả để lừa gạt bệnh nhân, khiến cho bệnh nhân bị chết trong ba uổng. Giờ này nhân quả hội tụ đủ duyên cho nên bị chết bệnh tử. Nhưng Michael Jackson là chết gì vậy? Chết bệnh tử có cái gì? Michael Jackson mới 50 tuổi, anh ta có một cái show tại London phải không? Chuẩn bị chưa hát thì anh ta đã chết vì sử dụng cái thuốc gì đó. Thì như vậy là trong đời quá khứ anh này có lẽ là hàng nghề bán thuốc, là có thể là thí dụ như ăn lừa ban lèo thuốc người ta hoặc là bán thuốc tiền giả, thì theo cái nhân quả anh sẽ trả. Hoặc là anh làm bác sĩ, anh cho to mà nuôi bệnh, cho to để nuôi bệnh. Có nhiều vị bác sĩ Việt Nam nuôi bệnh mà không có chuyển đi bệnh viện liền để cho người ta kéo dài để lấy tiền chính phủ. Trường hợp người chết được tử và thuốc độc mà chết trong thời gian 49 ngày phải phóng sanh các loài vật càng nhiều càng tốt, vì trong thời đời hiện tại và đời quá khứ người này làm nghề dùng thuốc độc để giết côn trùng thú vật. À, và hôm nay vị siêu cảm và báo này cộng thêm tụng kinh lưu hoặc sám và địa tạng cho họ trong khoảng thời gian 49 ngày. Trường hợp những người bị chết cháy vì tai nạn hỏa hoạn, do đời này lúc còn sống và đời quá khứ làm nghề nhà hàng chi nước chúng sanh gà quay vịt quay. Ở trong này có ai làm nhà hàng không? Đưa tay thì thôi. Vậy là đây nhẹ nhàng quá. Những người mà chi nước xào chúng sanh gà quay vịt quay thì phải phóng sanh thật nhiều cho họ cũng tương đương hoặc sám nhận cái địa tạng để cầu cứu cho họ. Trường hợp bị người bị các độc các chết do đời này hoặc đời quá khứ họ thường giết hại loài rắn để ăn cứu chúng sanh, ngày nay phải trả quả vì rắn cắn chết, phải mua lương mua rắn phóng sanh để giải nghiệp cho họ và tụng kinh lương phật sám để tạm để cứu giúp họ. Trường hợp người chết thì bị xét đánh bị nhược chết do đời này hoặc đời quá khứ dùng đôi điện để tra khảo người hoặc dùng điện để sát hại chúng sanh. Như ở Việt Nam có cái loại là dùng máy dynamo chạy điện rồi đi đà cá phải không? Đó, và đời này hoặc đời quá khứ do đời này nhân quả hội tụ thì bị chết vì điện giật. Ngày nay trả quả phải phóng sanh tụng kinh lương phật sám và địa tạng để cứu giúp họ. Trường hợp người chết đuối khi tự bơi lội qua sông hồ, khi còn sống đặt bẫy bắt chuột rồi đem nhận phía nước sông cho chết ngộp, phải sám hối lương phật sám cho họ và tụng kinh địa tạng. Trường hợp người chết vì tự treo cổ, khi xưa đời quá khứ là quan sĩ quan người vô tội hoặc các treo cổ cho đến chết. Những cái ông quan mà ngày xưa có cái án kêu là xử giảo hoặc là treo cổ thì đời này nhân quả hội tụ mình sẽ treo cổ cho mình chết, phải tụng lương bằng sáp và đọc địa tạng để cứu họ. Quý vị có biết tại sao người chết bệnh tử? Tôi không hướng dẫn quý vị thân nhân tụng kinh A Di Đà để cầu siêu cho họ là vì những nguyên nhân sau đây. Họ không còn nằm trong thời gian 8 giờ để trực niệm, họ đã phát hiện cho nên bị chết bất ngờ, không có sự chuẩn bị cho trận tử nghiệp 10 niệm chức tâm cầu nguyện, họ đâu có đủ thời gian những 10 niệm để mà tránh xa đâu. Vì thủ tục xét nghiệm tử thi cầm đà của các nước Tây Phương cho nên đa số sau khi chết họ bị đọa vào ác đạo, phải nương vào nguyện lực của Đức Địa Tạng để cứu họ thoát khỏi ác đạo, còn nguyện vãng sanh thì khó thực hiện được. Đó là những nguyên nhân mà tôi nói cho quý vị. Thì bây giờ tôi sẽ trả lời một số câu hỏi mà còn tồn đọng, để rồi ngày mai một thời gian tôi sẽ giải thích đề tài này. Con xin hỏi cái gì đưa tới đây một phần. Đưa tôi lên. Anh như chưa on á. Dạ, đường gần nghiệp mình thôi. Là cái chuyện mà phá thai đó thầy, thì con cái này là chị con ở Việt Nam. Thì cái trước cái lúc đó đó là con nằm trên bao đó, con nằm trên bao đó, thì con thấy một đứa trẻ, một đứa trẻ. Thì con thấy một đứa trẻ, con không biết là cha hay gái. Khi lúc con thấy đứa trẻ con rồi, có mẹ con đây thì mẹ còn nói với con là bà chị ở Việt Nam á, bà chị ở Việt Nam công an, thì con rất mừng. Thì
bà nó xong là chị có mang thì con mới hỏi với mấy mẹ con là bà chị có mang được bao lâu, thì nghe mà nó là bà chị con có mang được một tuần. Thì sau một tuần sau nữa con không có gặp mặt, con về con chở mẹ con đi chợ, chở mẹ đi chợ thì con rất là buồn là nghe bà chị con đã phá thai. Tại vì con nghe bà chị phá thai cái thân con là chung luôn, con rất là rung, cái thân rung đẩy luôn lắm. Con nghe cái tin đó là con rung đẩy chứ không? Rung đẩy luôn. Thì con nói mà con muốn rơi xuống luôn. Trong khi đó là con không biết làm sao, tại gia đình không có tin nhân quả. Thì con có quyền như vậy nè. Đây, mình đem con cái phần kinh, con có nhà phần kinh. Thì con cũng có cái con cũng có đi nghe thuyết pháp cái kinh, thì con có thỉnh được cái chứng kinh là tụng cái cuốn kinh nói về cái pháp hai đó thầy. Dạ. Thì con nguyện tụng, con không biết là con tụng như vậy có uống được giảm cho bà chị hay là nhỏ không, nhưng mà khi con tụng rồi á, tụng xong rồi thì khoảng 2 tuần sau thầy con thấy không cái trước khi mà con nghe bà chị con mang con mừng xong con mừng á, thì trong cái tuần đó đó, trong cái trước khi mà con nghe mẹ con nói bà chị con phá thai á, thì con nằm trên ba hồi trước khi con nghe cái tin đó, thì con nằm bao thấy một đứa bé gái đen bị cháy đen con mà đang nhưng mà đứa bé chẳng là tiền là con giảm tiền về con, thì con không biết đó là cái điều là bà chị đã phá thai. Thì hai tuần nữa con có đầu tuần trước và chị phá thai tuần trước, giờ cho đến tuần thứ hai con về gặp mẹ thì mới nghe tin là bà mẹ con nói bà chị đã phá thai. Thì trong giấc mơ ba đứa bé đã trở về đã cho con thấy nó đã bị cháy đen, bị phá thai về đó. Dạ, cái lúc đó bắt đầu con muốn rơi rồi, thì con không biết làm sao, thì con đi về đến nhà đem về bàn Phật con tụng kinh, thì con nhớ là cái cuốn kinh này diệu thọ phá thai. Thì con mô Phật thì con không có công lực gì hết, tại vì con chỉ là ở nhà tụng kinh để được cho sanh định. Thì khi con tụng được khoảng 2 tuần thì con lại nằm trên bao trở lại, thì thấy một đứa bé gái mặt mày trắng trẻo rất là đẹp thầy, mặc áo sao một cái đẹp đó. Dạ không, và mặc áo sáng như vậy. Nhưng mà khi đó thì đứa bé không có lên, nằm ở dưới một cái hồ nước, mà hồ nước bông sen. Dạ. Thì con thấy là tự thương con mặc áo sáng này vớt đứa hai bàn tay lên, vớt đứa bé lên, đứa bé cười. Dạ. Thì đứa hai bàn tay vớt đứa bé lên, thì đứa bé cười. Thì trong cái đó là con không biết là con có chạm đứa bé hay không, nhưng mà con thấy đứa bé cười. Thì sau đó là khoảng chừng một tháng sau nữa lại thấy một cái hài nhi nữa. Yeah. Nhưng mà là nhà hiển chi trai. Thì nhà hiển trai nó nhà đứa trai đó, thì con thấy là con mới biết là trong mộng nó là bảo là trong cái đứa bé này nó sẽ về gia đình con cho vợ. À, nó nhập thai trở lại. Dạ, nhập thai. Thì con mới nghe được là đứa cháu trai con gặp gia đình mà vợ nó có mang, đã có mang đứa trai. Cái đó là con hỏi thầy cái thứ nhất, còn cái thứ gì là cái nói đây khoảng chừng 2 tuần. Con có ông ba nuôi người Mỹ, thì con cũng nhờ một cái ổng thấy con tụng kinh thường, thì ổng bảo làm cái gì con nói tụng kinh, con chỉ dạy cho ổng niệm A Di Đà Phật. Yeah. Khoảng 2 tuần trước ổng bị bệnh lưu, ổng bị bệnh lưu mà ổng không có con đi làm, thì ổng nhà ổng bị bệnh lưu. Cái bữa đó ổng ngồi cái buổi tối ngồi trên TV thì ổng nhức đầu, ổng chịu nổi, ổng nhức đầu chịu nổi mà cũng mai bữa đó khoảng chừng 1 tháng nữa con vô tới nhà, thì ổng nhức đầu qua ông nga ổng hỏi con thấy TV mở sao không thấy ổng, thì con ổng đang ngồi trong nhà cầu, con nói mô Phật ngồi nhà cầu con này con đốt hương xong thì con nghe cái tiếng rên rỉ trong nhà cầu, thì con nghe cái tiếng rỉ cầu thì con mới đặt chạy vô, thì ổng cũng sắp cả ngã. Yeah. Sắp ngã rồi thì con không biết làm sao, nhưng mà con nhận định con bắt đầu ôm ổng trong lòng con, cái đầu trong lòng, tay thì để trên đầu, một tay để trên ngực, con chỉ biết niệm phật thôi. Nhưng mà khi mà con niệm Phật thì trước cái đó thì con thấy cái gương mặt nó đổi màu, là ổng muốn phục chúng, thì con cứ giá niệm Phật niệm khoảng từ 5 phút thì cứ gương mặt của ổng tỉnh lại. Thì con mới hỏi ổng, mày có thấy con người như thế nào, ổng nói ổng có đợt họ vừa không nổi, nhưng con giá niệm Phật.
Thì Mô Phật thì chú lúc ông ngồi trong nhà cầu đó thì cũng nói với Mô Phật cũng nói 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 tại trong nhà cầu không có hết niệm Phật. Nhưng mà ở cái tâm của con chỉ cái nhất niệm Phật thôi, chứ không con nghĩ là con đang ở đâu. Con chỉ có cái con cái động và con chỉ niệm Phật, nhất tâm niệm Phật thôi. Thì khi mà ông già tỉnh rồi thì ông con hỏi cái nãy ông bị cái gì, ông nói là bị nhức đầu, nhưng mà sợ ngồi đã ngồi nghe bài Phật, ông nói sợ nhức đầu có gì làm vô quế, ông vô trong nhà cầu. Nhưng mà trong nhà cầu ông ngồi là ông đang niệm Phật, và con nghe cái tiếng trên thì con đang niệm Phật. Ông bị lý là có thờ vào nhà niệm Phật con dạ, cái đó là con chạm niệm Phật. Thì ông nói ông nhức đầu, ông biết sao thì ông chỉ nhớ là con nói ông là có chuyện gì thì dám niệm Phật, thì ông niệm Phật. Niệm Phật thì con vô con nghe thì con vô con hộ cho ông niệm Phật luôn. Nhưng mà con chỉ niệm Phật nhất tâm thôi. Nhưng nhờ thầy giảng là cái khi mà con đứng trong nhà xí niệm cầu niệm Phật như vậy con có bị tội không thầy? Dạ không con, tại vì con nhớ là chư Phật là lúc nào cũng từ bi, các ngài không còn cấu còn tịnh, có cấu còn tịnh rồi tâm của Phật thanh tịnh rồi nên ta chúng xa. Nhưng mà khi vô đó cái tâm con vô đó là con để cứu lòng đó. Thầy có thể nói không? Dạ. Thành ra đối với Phật á, thì cái gì mà vô nhà xí mà bình thường chúng ta ở thời khóa chúng ta niệm á, mà không có tôn trước, còn khi mà cứu một người thì nó không có tội con. Dạ. Không có tội. Và dưới cái nhìn của thầy con tụng cái kinh mà phát thai vì tội đường họ đó. Dạ. Con đã cứu được cái thai nhi của đứa cháu con là cái đứa mà bị con phá á. Dạ. Thì nó có còn cho thấy đầu tiên trước khi hai người bị con phá con nằm ơn con thấy bé phải không? Dạ. Rồi sau đó khi mà con thấy xong rồi, khi mà thấy một cái nơ thấy đứa bé bị cháy đen là khi đó là cái tên gì của phá. Yeah. Thì khi phá thai người ta dùng thuốc để người ta trộn lại cái thai hơn, sau đó con tụng kinh mà để trị tội phá thai đó thì con lại thấy cái đứa bé nó trắng nó đẹp trở lại, nó học được tu mà nó nằm ở trong một cái hồ nước có bao sen. Yeah. Và con vớt tay xuống dưới. Yeah. Thì con thấy là nó được vớt lên cái cõi mà quế độ rồi lên thì con thanh tịnh, đó là cái vọng. Và con thấy nó có một đứa trai. Mà nó nói nó sẽ trở đi thì con thì giờ con tụng kinh con hồi hướng thì nó không mang cái nữ mà nó lại chuyển là cái nam. Dạ đúng rồi. Thấy không? Cái đó là chú qua được tụng kinh lời Phật không sai. Thì bữa nay chú này thầy cũng biết chú thì giảng để chú đem ra nói để cho giữ niềm tin của những người mà không có thể dùng con mắt thêm thì mà thấy những cảnh giới đó, vì Phật không bao giờ nói dối mà lứa là chúng sanh. Thì cảm ơn con. Dạ đúng rồi. À, bây giờ là 1:33 à, theo chương trình thì tôi đã giảng đủ rồi. Và bây giờ để coi cái thời điểm này không được. Mình cần chút. Này nó rớt xuống là lộn xộn hết rồi. Thời điểm này từ 6 giờ rồi. Hồi nãy là tôi làm trễ, thành ra chúng ta lại và phải chịu ăn xong rồi chúng ta là 5 giờ tới 6 giờ rưỡi. Thì bây giờ là 6:33 rồi. Và cái chương trình hướng dẫn trợ niệm cho người chết bệnh tử tới đây là chấm dứt. Bây giờ là cái giờ để cho quý phụ, quý người bị tiểu đường và quý người là già cần uống thuốc để ăn dược thực. Hồi nãy có bao nhiêu người ghi danh ăn dược thực vậy? Đưa tay thì coi bao nhiêu người. Rồi 10 người thì nấu, còn quý vị nào uống sữa đậu nành hay là cái gì đó mà già nó uống thì thầy cho uống cà phê không cắm. Còn riêng thầy không lai bữa nay không ăn vì thầy giữ giới này ăn đúng ngõ thôi, thầy không ăn. Và chương trình tu tới đây là hoàn mãn, quý vị về nghỉ. Và thầy thông lai xin hẹn gặp quý vị lúc 5 giờ sáng chúng ta tập tu để chánh điện để chúng ta tụng chú thủ lăng nghiêm. Quý vị ngày hôm nay chúng ta tụng, chúng ta là một vị xuất gia thì chúng ta phải tụng thủ lăng nghiêm. Mà đây diễn ra cái từ thủ lăng nghiêm tụng hàng ngày đưa tay thầy coi.